ba mục này nha, tiểu trình nội dung này nha, sang thiết kế bài chủ đề nha, xong ra hẳn kế hoạch mình vô mình nè, thời gian một tiết hai tiết này. Cái này nó không nói là mấy tiết, một tiết hay là tiết bao nhiêu, xong nó ra cái cuối kia. Cái này không nói là mấy tiết, một tiết hay là tiết bao nhiêu, xong nó ra cái cuối kia. Đấy, thời lượng của nó. Do mình muốn chương trình. Nhưng đây của mình thì thân mối chương trình. Kết luôn. Đúng rồi. Kết được. Nhưng mà thế này thì điều chỉnh à? Điều chỉnh cái gì nữa? Điều chỉnh thì không điều chỉnh à? Không ạ. Cái gì mất phải tặng. Không là... cái của mình ấy là từng cái kế hoạch đại học của mình là từng tiết đấy rồi. Có tiết thì phần đối chỉnh luôn rồi. Nhưng cái của nó lại là chủ đề sau này. Cái tiết tinh giản của nó. Thế thì bây giờ chị quy phạt lại thì nó không có cái đấy. Bây giờ chị phải làm lại từ đầu ấy. Tốt rồi. Dạ. Có nào nhảy lộn theo các là gì? Anh chỉnh nào như vậy là những chuyện đấy. Đấy. Anh chỉnh thế nào chứ? Chỉnh thì là phạt.
Alo. Ừ. Không, em tự vào, nó vào đứng mà. Vào hết rồi mà, trời ơi, người vào hết mà. Em vào đi. Cái này là không cần, không cần cấp gì cả, em cứ vào tự nó vào. Em vào đi nha. Ừ, không không cần gì rồi. Alo, mọi người có nghe rõ không? Rõ thế ạ. Mọi người nhé, mọi người tắt âm thanh nhé. Muốn tiếng to nào nào nhỉ? Gì cơ? Mà to nó ở đâu nhỉ? Ừ. Mọi người nhớ tắt âm thanh nhé. Ừ. Hello. À. À. Rồi. Alo, thôi chúng ta chuẩn bị nhé. Như vậy hôm nay là hôm nay có 100 người rồi đấy. Hôm nay số lượng người vào rất đông, nhưng nhiều người là vì ao ra không vào được bởi vì là số lượng nó đủ rồi. Hiện nay tôi đang dùng kia một cái account của Zoom của
Giáo dục Hà Nội, nhưng mà không hiểu sao nó chỉ được 100 người thôi, không không hơn được. Qua trong lớp mình có cái account nào, có cái tài khoản nào mà hơn 100 người không? Thôi vậy nhé, những ai những trường nào mà bị out ra ngoài thì các bạn ở bên cạnh các bạn báo hộ cho mình biết nhé, thì tôi sẽ ghi lại cái video này và các tôi sẽ đưa lên Facebook rồi các bạn sẽ xem sau. Vậy nhà lớp chúng ta đã đủ rồi, không được thêm mình nữa. Bây giờ tôi mà đẩy một người vào lớp thì người khác sẽ bị đẩy ra. Số lượng người online cùng một lúc chỉ là 100 người thôi nha. Ta bắt đầu nhá. Thì tôi sẽ chia sẻ màn hình để mọi người bắt đầu vào. Mà tôi sẽ nói các bạn cái tập huấn cái buổi về cái phần mềm mới của công ty chúng tôi. Thì trước khi mà trình bày vào cái cụ thể, tôi nó nhanh một chút về cái hiện nay là một số người vẫn nhầm lẫn, và quả thật rất nhiều nhầm lẫn thật, vì là bản thân tôi đã ở công ty Schoolnet. Tôi là người sáng tạo ra công ty, lập ra công ty Schoolnet, và tôi đã chính là người đã lập trình đầu tiên cho phần mềm TKB đầu tiên đấy. Từ năm 1989, như vậy là được 30 năm nay rồi. Nhưng mà gần đây nó có hiện tượng là có một cái sự việc xảy ra đối với tôi không hay lắm, là tôi đã bị mất cái thương hiệu Schoolnet và cái phần mềm TKB cũ. Do cái hiện tượng tới bây giờ là trên thương trường cái chuyện là làm công ty này, rồi là cổ phần hóa này, rồi là tranh chấp quyền lợi rất là phức tạp. Và tôi là cái người không để ý lắm chuyện đó, nhưng mà tôi sẽ bỏ cái thương hiệu Schoolnet, mà tôi đã lập ra một cái công ty mới, thương hiệu mới. Công ty mới có tên là công ty tin học của nhà trường, tin hơi khác công ty cũ một chút nhá. Công ty cũ có tên là công ty công nghệ tin học nhà trường Schoolnet. Công ty mới là công ty tin học của nhà trường. Và cái phần mềm TKB cũ ấy, phát triển đến bản cuối cùng năm ngoái là bản TKB 11, thì tôi đã nâng cấp lên một bản nữa, nhưng mà bắt buộc phải đổi tên đi. Đầu tiên thành là STKB, và với cái phiên bản tôi đánh số lại từ đầu là 1.0. Còn đây là cái logo của nó là nó hơi giống cái logo cũ, ta sửa lên một chút thôi nhé, thì các bạn chú ý. Thì như vậy là hiện nay tôi vẫn là cái người mà là cái người nắm ruột cái phần mềm này, và là vẫn là người phát triển tiếp cái phần mềm này. Và các bạn chú ý rằng đây là cái điện thoại của công ty nhé, các bạn liên hệ với công ty chúng tôi, với tôi là qua cái số điện thoại này nhé, và không liên hệ với cái số điện thoại cũ. Và người liên hệ chính thức của tôi là cô Hường nhé. Đây, số điện thoại của cô Hường là số này nhé. Đó, các bạn chú ý nhé. Và các bạn cứ lúc nào có thể vào mạng và tải về hai cái bản demo và bản chính thức này. Thì cái bản demo là cái bản mà chúng ta có thể tải về bất cứ lúc nào, nó là free và nó có đầy đủ mọi cái chức năng của phần mềm thì có biểu bình thường. Chỉ có một điểm khác biệt thôi là với mỗi cái file dữ liệu ấy, chúng ta chỉ được phép mở ra và ghi vào 15 lần. Còn cái bản chính thức đây là cái bản mà mở ra không có giới hạn nào. Nhưng bản chính thức này muốn dùng nó, chúng ta phải làm việc với công ty và sẽ phải
mất chi phí. Và khi chúng ta có cấp, chúng ta đã mua rồi thì chúng ta được cấp key. Thì cái bản này này, khi chúng ta cài một lần, lần đầu thì nó yêu cầu là cấp một cái key, cấp một cái loại serial number, và chúng ta sẽ gửi cái CD key về cho cô Hường sẽ cấp cái key mới. Thì key mới đó là dùng vĩnh viễn luôn, không bao giờ được, không bao giờ thay đổi nữa nhé. Thì các bạn chỉ cần vào cái site của công ty, cái site là cái site này nhé. Chúng ta vào cái site là tinhhoc.vn, cái site này này. Đấy là cái site mới đây nhá. Site này nó mới, nó đơn giản thôi. Và các bạn vào cái chỗ này, các bạn vào cái chỗ là kho phần mềm. À, thì đây các bạn có thấy cái bản là link không? Đây là link là tải phần mềm STKB chính thức đây. Đây là bản STKB dùng thử ở đây. À, hai bản này này. Đó, thì chính là cái link này này. Chính là cái link này nhá. Đó. Các bạn đã rõ chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ đây là cái phần mềm chúng ta mới đây. Cài vào nó như thế này. Cài vào nó sẽ như thế này. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ tôi sẽ tập huấn nhanh cái phần mềm này từ lúc bắt đầu, khi chúng ta bắt đầu mua về và dùng bắt đầu cho đến khi mà ta hoàn thiện xong một cái thẻ có biểu. Thì vừa rồi cái thời kỳ này này đang là thời kỳ mà các nhà trường đang rất là gấp rút làm thẻ có biểu, rất nhiều trường đã mua, đã cài về, đã dùng, nhưng mà tôi quan sát thì thấy là rất nhiều trường là dùng không đúng, tức là dùng không hết chức năng hoặc dùng sai chức năng của phần mềm, nhưng mà rất lung túng, là hay xảy ra những cái lỗi la này nọ, hay là rất nhiều người là cái lỗi rất đơn giản thôi, nhưng vì không hiểu hết cái quy trình làm thẻ có biểu cho nên là làm bị sai, nhập bị sai, nhưng mà nó gây ra lỗi, và cái lỗi đó thì nó lại gây ra rất nhiều những cái phức tạp khác thì chúng tôi phải hỗ trợ. Thì chính buổi hôm nay là cái buổi mà tôi sẽ trình bày lại lần nữa. Buổi này là buổi thứ tư rồi đấy, thứ tư của năm học này rồi đấy. Tôi phải trình bày lại, tập huấn lại từ đầu các cái bước mình làm thẻ có biểu. Tôi dự kiến là đến đầu tháng 9 tôi sẽ có một buổi nữa là không phải tập huấn từ đầu mà tôi sẽ giải đáp thắc mắc, ai có hỏi gì thì hỏi, tôi sẽ trả lời từng trường hợp một của các nhà trường. Rồi thì bây giờ tôi sẽ nói nhanh cái trước khi mà tôi nói về các bước thì tôi nói một chút về cái phần mềm mới này. Thì phần mềm mới này các bạn có thể hiểu nôm na là nó chính là tương đương cái bản là TKB 12. Cái bản cũ từ trước ấy, của công ty Scootnet ngày xưa là đến 11 là kết thúc. Bản này là bản TKB 12. Thì nó có một số những cái phát triển, cái nâng cấp. Thì tôi xin phép nói nhanh một số cái nâng cấp nhé. Thì cái nâng cấp của nó là như thế này. Thứ nhất các bạn thấy là cái giao diện ấy, cái thực đơn ấy, nó thay đổi. Bọn tôi ngày xưa là mô hình thực đơn theo kiểu cũ. Còn bây giờ là thực đơn theo đây, theo cái mô hình mới của Microsoft như thế này. Nó gọi mô hình thực đơn Reborn, đúng không? Đó. Thì khi ta bấm vào thực đơn hệ thống thì ngày xưa là nó có cái pop-up menu nó trải xuống theo chiều dọc. Bây giờ nó trải theo chiều ngang, chỉ khác nhau như vậy thôi. Và những lệnh, ngày xưa các lệnh của nó chỉ có chữ nhỏ, nó cùng một cái thước, còn bây giờ ta có thể các cái chữ nó to nhỏ khác nhau, các bạn có nhìn thấy không? Nó to nhỏ khác nhau như thế này. Đó. Thực đơn hệ thống này, thực đơn dữ liệu này, thực đơn lệnh chính này, thực đơn không nhìn này, thực đơn công cụ. Các lệnh của nó là cũng giống như cũ thôi, không khác gì cả, nó không có thay đổi. Tất cả các lệnh đều như cũ hết. Tất nhiên là nó có một vài cái thay đổi ở bên trong, và trong tương lai thì nó sẽ có thêm một vài cái thay đổi nữa. Tất nhiên rồi. Thì tôi dự kiến là sang năm tôi sẽ nâng cấp lên cái bản STKB 2.0. Thì sang năm đợi khi nào mà cái mô hình giáo dục mới nó áp dụng đại trà hơn. Năm nay áp dụng cho cấp 1, lớp 1 thì nó không có gì cả. Sang năm nó sẽ áp dụng cho lớp 2, lớp 6. Bây giờ có vấn đề thì lúc giờ tôi sẽ thay đổi cái nâng cấp lên. Ai hỏi gì đấy? Trong quá trình làm, nếu mà các bạn mà khi tôi nói mà các bạn muốn nói, các bạn cứ bật Hello. Các bạn cứ bật mic rồi các bạn hỏi câu hỏi tôi nhé. Đấy. Tôi sẽ bé thế nhỉ, của chị chẳng nghe được này. Thầy ơi, sao thầy cho em lại cái đường link để mà vào tải cái phần mềm này xuống được không ạ? Được
Vâng. Đi cái đường link lên đường này này. Nhớ các dạ bạn vâng. Các bạn gõ như tin học nhà trường chấm vn thôi. Thầy ơi thầy vâng. Thầy ơi thầy có cái đường link ấy vào cái chỗ phần chat cho mọi người ấy ạ, xong rồi mọi người cứ thế mọi người ấy vào rất nhanh thầy ạ. Vào phần chat à? Đây. À đúng rồi đấy ạ, vào thầy có cái đường link ấy vào gửi vào phần chat cho mọi người đấy thầy. Đang tìm chỗ là chat chỗ nào không nhỉ? Thầy có nhìn thấy cái chữ chat ở dưới cái phần ở dưới không ạ? Không thấy, cho nên mình bị ở chỗ nào? Chữ chat đấy ạ, chat 3 người đấy ạ. Ở dưới cùng đấy, có số 3 đấy thầy. Có số 3 đỏ đỏ đấy thầy. Thầy có cái đường link như cái thầy bệt vào cái thì... đang tìm cái chữ chat đó. Ở dưới đấy thầy. Ở dưới nhất, ở dưới chỗ dưới màn hình nhất đấy ạ. Đây này, đây thế. Ở chỗ này không? Đâu, để tìm. Thầy, tại bởi vì bọn em không nhìn thấy phần xe zoom của thầy ở dưới đâu ạ. Không thấy nhìn thấy phần PowerPoint của thầy thôi đấy ạ. Chỉ thấy PowerPoint không nhìn thấy cái chỗ khác hả? Để tôi đúng rồi ạ. Đúng. Các bạn gõ chữ tin học nhà trường.vn là thấy ngay. Bây giờ để tôi tìm đi. Tìm chữ chat xong thấy. Vâng, thế là được rồi thầy ạ. Bởi vì có mỗi tin học nhà trường.vn là có ngay là được rồi thầy. Vâng thôi, và nó có cái chữ là kho phần mềm ấy. Như này. Vâng. Anh gọi tin học nhà trường.vn như là nó vào cái này. Các bạn vào kho phần mềm này. Nhá. Đấy, là được thôi, có gì đâu. Mà kho phần mềm là nó ra ngay cái các cái đây phần mềm quan tâm bên này. Đấy. Bấm vào đây thì ta sẽ tải đây vào cái bản TKB chính thức này. Bấm vào đây là tải về cái bản STKB chính dùng thử này nhé. Rồi. Bây giờ tôi sẽ nó tiếp sang cái đây, nó sẽ tiếp sang cái này nhé. Đầu vào phần mềm thì cũng đã ở thầy. Sao? Dạ em thưa thầy là em tải xuống rồi thì bây giờ tiếp tục em vào cái biểu phần mềm em mới đang thực hành trên máy cùng với thầy. Em cài đặt phần mềm. Dạ em cài. Vâng cài đặt. Em vừa vào xong thì tôi hỏi lệnh là các thỏa thuận. Cài đặt như bình thường thôi. Cài đặt là vâng, là việc của bạn chứ không phải việc của tôi nhé. Cài đặt phần vâng, mềm vâng, nhiều khác thôi. Ừ. Chẳng qua một vài bước nhưng cài đặt xong nhé. Các bạn hôm nay mới cài đặt à? Tưởng mình cài ta cài hôm trước mà chỉ vào mấy hôm nay mới cài thì chọn hôm nay mới cài ảnh hưởng người khác đấy. Cho tôi thì thôi các bạn hỏi trực tiếp đến phần mềm thôi chứ không hỏi là cách cài đặt này, hỏi cái thì mất thời gian. Cảm ơn em không? Em cài rồi. Mất thời gian của người khác lắm. Đấy thì cái như vậy là cái đây là một cái điểm khác biệt của cái phần mềm mới này so với bản cũ nhất thì chúng ta một số bạn có thể là mới thì chưa quen lắm nhưng mà và làm một vài bước là quen ngay thôi nhé. Tức là nôm na là gì? Là hệ thống thực đơn bây giờ nó không phải là trải xuống theo chiều dọc mà nó là trải theo chiều ngang. Đấy. Nó giống như cái bộ Office của Microsoft là như vậy nhé. Đó thì các bạn chú ý nhé. Thì nó có những cái lệnh mà khi chúng ta chọn lệnh thì nó lại sinh ra một cái tab khác, sinh ra một cái thực đơn khác. Giống như là hệ thống Microsoft cũng như vậy. Thì đây bộ tôi làm cho mình là như vậy. Cái điểm khác biệt thứ hai của cái bản phần mềm này là nâng cấp hơn ấy là chúng tôi đã hỗ trợ đã cho phép cho các nhà trường có thể là xếp của chủ nhật. Đó thì đó là cái điểm khác đấy. Cái điểm khác biệt của cái này là cái cho phép xếp của chủ nhật. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta đi thẳng, không mất thời gian quá, mất 15 phút rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào phần chính của hôm nay nhé. Tôi trình bày cho các bạn là 7 bước, 7 cái quy trình sẽ tôi biểu cho các bạn chú ý lắng nghe cái phần này. Quan trọng đây là phần quan trọng nhất của hôm nay. Chúng ta lắng nghe và chúng ta có thể cầm bút ghi chép một vài cái mà các bạn thấy là quan trọng nhất. Chúng ta ghi vào kết quả của mình. Để chúng ta khi mà chúng ta xét, chúng ta có thể mở ra xem lại những cái khâu quan trọng mà tôi nói. Nhé. Đây là phần chính của hôm nay đấy nhé. Rồi thì lưu lại cái bản này lưu lại bản video này cho thầy gửi cho chúng em nhé. Tất nhiên rồi cái toàn bộ cái này gửi hết cho các bạn. Tôi đã tạo một cái nhóm trên Facebook có tên là STKB phần mềm sẽ có biểu, tất cả các bạn nên join vào đấy free vào đấy cái nhóm này là nhóm public
và tất cả các cái video này, tất cả các cái câu hỏi các bạn này, tất cả các slide tôi đều đưa đến hết nhé. Các bạn nên join vào cái nên tham gia vào cái nhóm đó ở trên Facebook. Cái nhóm đó có tên là STKB nha. Đây tôi cho các bạn xem một chút cái nhóm đó thôi để chúng ta hình dung, để chúng ta sẽ nhé, cho các bạn sẽ join vào cái nhóm đó nhé. Đây chúng ta vào Facebook và chúng ta tìm thôi, chúng ta search tìm cái nhóm có tên là đây này, STKB phần mềm sức khỏe phát biểu, đây này đó này. Thì chúng ta vào đây, thì ở đây là tôi có đủ hết trong này, là tôi có trong này là tôi có đủ hết tất cả, hay nên có 481 người thế này đó. Thì chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ tất cả những câu hỏi thì câu hỏi phải qua đây là hay nhất, vì ở đây tôi là người thường xuyên online trên cái trang này, và tất cả câu hỏi, tất cả các cái video là tôi đưa hết lên đây nhé. Thì các bạn cứ vào đây thôi, thì rất là một công cụ để chúng ta có thể trao đổi, hỗ trợ cho các bạn ở đây rất là nhiều luôn nhé. Thì các bạn chú ý thì các bạn cái chỗ này nhé. Rồi bây giờ quay lại cái này nhé. Đây, hiện nay là 481 người này. Đây này. Thì 7 bước là như này nhé. Tôi nói nhanh để các bạn hình dung trước 7 bước tôi là cái gì, sau đó tôi sẽ đi vào cụ thể nhé. Bước thứ nhất là dành cho những ai mà trường nào mà mới mua, mới tinh thì có biểu. Còn có những trường nào mà đã có rồi, mà đã tạo thì có biểu rồi thì không cần bước 1 nữa. Bước 1 thì bước 1 là chúng ta là khởi tạo cái tệp dữ liệu thầy có biểu và nhập dữ liệu gốc cho cái thầy có biểu đó. Cái phần 1 này, bước 1 này chỉ nhập đúng một lần thôi và dùng mãi mãi. Mỗi một trường khi mà tạo thầy có biểu sẽ tạo ra một cái file. Cái file trên đĩa có đuôi là STKB. Cái file đó là lưu thầy có biểu của trường mình. Và cái file đó được dùng mãi mãi, nhưng lại dùng một lần thôi, tạo một lần và dùng vĩnh viễn. Chứ không phải là mỗi năm mà tạo một lần hay là mỗi học kỳ tạo một lần. Mà vẫn cái file đó chúng ta dùng đi dùng lại, dùng đi dùng lại, dùng hết năm này qua năm khác. Phần mềm có nâng cấp lên thì vẫn là cái file đó. Các bạn chú ý nhé, như vậy là tạo đúng một file thôi. Thì ở cái bước 1 là bước chúng ta tạo file đó và nhập dữ liệu gốc. Tức là cái dữ liệu mà nhập một lần không thay đổi. Tức là bước 1. Bước số 2 là cái bước mà quan trọng nhưng mà cũng gần như nhập một lần thôi, là chúng ta nhập các cái thông tin thuộc tính, tính chất của môn học và các cái ràng buộc của giáo viên. Thì các thuộc tính môn học ấy là những thuộc tính sư phạm của môn học. Thì thuộc tính này là nhập rất đơn giản thôi và cũng nhập một lần. Nhập một lần. Còn cái ràng buộc giáo viên ấy thì về nguyên tắc là chúng ta có thể nhập theo từng thầy cô biểu, nhưng mà thực tế là hầu như cũng nhập một lần thôi. Thỉnh thoảng lắm có người thay đổi thì đó chúng ta mới làm lại. Và cái ràng buộc giáo viên đó tôi khuyên trước là chúng ta, bạn ghi vào đi, là không nên nhập quá nhiều ràng buộc giáo viên, nhập ít thôi. Ở một trường nào đó mà có anh nhà đó là theo các biểu, anh nhà đó mà anh kêu là mọi người là nói ràng buộc thì tôi sẽ nhập ràng buộc vào, thì như vậy anh đó là chưa kinh nghiệm. Kinh nghiệm là gì? Kinh nghiệm là đề nghị mọi người không đề nghị mọi người không nêu ràng buộc, tôi sẽ tự điều chỉnh, thì chứng tỏ người đó là người kinh nghiệm hơn. Chứ nếu mà chưa lên, chưa sẽ được biểu, đã kêu lên là đã kêu to lên là tôi sẽ ghi chép tất cả rằng một của mọi người, tôi sẽ hỗ trợ hết, thì là chúng ta mình chưa có kinh nghiệm. Rồi, bước thứ 3 là bước rất quan trọng luôn, là cái bước là chúng ta nhập cái bảng phân công chuyên môn cho thầy có biểu cụ thể chúng ta đang cần xếp. Thì bước 3 này sẽ là được phải nhập ở mỗi lần thay đổi thầy có biểu. Mỗi học kỳ là một lần, thậm chí học kỳ là hai lần, học kỳ có thể là 3-4 lần. Đó, thì cái bước 3 này là bước mà nó không khó nhưng mà là phải nhập rất cẩn thận, tỉ mỉ, vì rất là dễ nhầm lẫn, rất dễ thiếu sót, rất dễ sai. Mà cái bước 3 này chúng ta nhập phân công chuyên môn ý, mà là sai thì là hỏng hết. Sai thì khi chúng ta mà làm xong thì có biểu rồi, nhưng phát hiện sai thì chúng ta sẽ phải xóa bàn cờ để làm lại hết. Tưởng tượng nhé, các bạn đăng cái thời khóa biểu lên toàn trường vào sáng thứ hai, tất cả học sinh biết và đi học. Nhưng mà là hóa ra là nhầm lẫn, đã nhẽ cái giờ toán của lớp 7A này là cô Hòa dạy, lại nhầm lẫn là anh Bình dạy, thế là to rồi. Học sinh cứ nghĩ thầy Bình vào dạy, hóa ra là học sinh mới nghĩ là cô Hòa dạy, hóa ra thầy Bình vào. Như vậy là ta đã xếp sai, phân công sai. Và sai như vậy chúng ta sẽ phải xóa hết đi làm lại. Cho nên cái bước số 3 này là bước rất cẩn thận, ta phải làm rất tỉ mỉ, cẩn thận, là thông thường là cái bước là mất nhiều thời gian nhất của một cái học kỳ. Thế nên tôi sẽ nói cái chỗ này. Khi bước 3 làm xong rồi
thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ tư. Bước thứ tư là cái bước rất là ngắn thôi nhưng mà rất quan trọng, là cái bước nó lại chuẩn bị xếp thầy có biểu, là cái bước nôm na là cái bước là chuẩn bị để bước sang bước thứ năm. Bước thứ năm là bước là bấm một nút là xếp 100% luôn thầy có biểu đó. Thì cái bước số 4 này là cái bước mà chuẩn bị để sang bước 5. Bước số 4 là bước mà là bước nối giữa bước 3 và bước 5. Bước 3 là nhập xong thông công rồi, nhập chính xác rồi. Sang bước 4 là bước chuẩn bị. Thì bước 4 là bước là chúng ta phải làm khoảng 3-4 cái thao tác trên máy tính. Mà các thao tác này là vô cùng quan trọng. Mà rất nhiều trường là làm sai chỗ này. Rất nhiều trường làm sai. Tôi đã xem rồi, tôi đã hỗ trợ cho hàng chục năm nay rồi, các cái trường thì vô cùng nhiều trường làm sai cái bước 4, mặc dù tôi nó đi nó lại ở trên tên của tôi như này rồi, nhưng vẫn mình về trường mình vẫn bị sai. Không hiểu vì sao, không hiểu vì sao là mọi người lại không tiếp thu được cái chỗ này hay sao, hay là vẫn không để ý lắm. Cho nên là lát nữa khi mà sang bước 4, các bạn nhớ các bạn ghi chép lại. Bước số 4 là bước làm, vì bước số 4 mà làm sai thì bước số 5 không thể làm được. Rồi, bước số 4 làm thật là ai mà hiểu bài thì hay mà hiểu bản chất của phần mềm thấu biểu thì bước 4 làm rất nhanh, thì trong một vài phút là xong bước 4. Nó chỉ lâu ở bước 3 thôi, bước 4 rất nhanh. Bước 4 mà xong rồi thì sang bước 5 chỉ mất 1 phút thôi là sẽ xong được cái biểu. Bấm một nút là xong được cái biểu. Cho nên là bước 4 mà làm xong rồi thì bước 5 là xong, là rất là nhanh gọn nhẹ. Nhá, là xong. Thì bước 5 mà xong thì chúng ta sẽ về nguyên lý trong bước 5 là chúng ta có thể in ra thao biểu và dán lên tường cho học sinh xem được rồi. Nhưng mà thực tế thì khi mà xong bước 5 thì rất nhiều giáo viên sẽ kêu là xấu quá, thao biểu tôi là xấu quá, cần yêu cầu là sửa đổi. Chúng ta sẽ phải sang bước 6. Bước 6 là bước chúng ta là phải tinh chỉnh, quan sát, tinh chỉnh, thay đổi dữ liệu cho ông này đẹp lên, cho bà kia đẹp lên. Thì bước 6 là bước là không có thời gian. Chúng ta có thể làm một vài phút, có thể làm là một tiếng, có thể làm hai tiếng, có thể làm một ngày, có thể làm là 5-6 ngày. Bước 6 là bước như vậy, chúng ta cứ làm, cứ sửa gần, nào thấy ưng ý thì dừng lại. Thậm chí nhiều trường là cứ ra bước 5 là xong đã, in ra đã, xong ta sẽ sửa dần, sau 3 ngày là in ra một thử biểu mới đẹp hơn, trong 3 ngày lại in ra thử biểu mới. Cứ như vậy thì thoảng ta trong năm học ta thường xuyên thay đổi thử biểu để cho nó đẹp hơn, cũng để cho nó gây áp lực. Đỡ áp lực hơn, ví dụ như là khi mà chúng ta xếp rồi, xong rồi thì cái cô này, cô A này, cô xấu quá mà chúng ta không thể sửa được. Thì chúng ta bảo cô A thôi bạn cứ chịu khó dùng đi, tôi sẽ sửa cho bạn. Sau khoảng 1 tuần chúng ta sửa thử biểu cho cô A là tốt lên. Vậy cô A là vui vẻ nhé. Khi cô A tốt lên rồi thì có cô B lại xấu đi, cô B lại kêu. Thì chúng ta lại bảo thôi cô B là chịu khó nhé, thì một tuần nữa tôi sẽ sửa cho bạn. Thì một tuần nữa lại đưa thử biểu lên, cô B lại tốt lên. Cứ như vậy trong một năm học thì nhà trường thông thường là cứ vài tuần là thay thử biểu một lần. Trong một năm học thay đổi sinh phạt thì có biểu. Thì đó là cái bước 6. Bước 6 là bước chúng ta cứ thay đổi người này, thay đổi người kia, chuyển đổi người này, chuyển đổi người kia. Là cái bước chúng ta sẽ phải dùng các công cụ của phần mềm để mà tự tinh chỉnh. Thì bước 6 là bước mà công phần mềm của chúng tôi là trong một trong phần mềm mà có cái cuộc sống lâu đời nhất của Việt Nam hiện nay. Và hiện nay trong phần mềm có hơn 100 công cụ khác nhau để chúng ta có thể tinh chỉnh. Thì chúng ta sẽ phải học dần, làm nhiều nó quen đi thôi. Chứ không thể nào cùng một lúc mà có thể học ngay được 100 cái lệnh đó. Nhá. Khi bước 5, bước 6 mà xong mà hoàn chỉnh rồi thì ta bước sang bước 7 là bước chúng ta in ấn báo cáo xuất hiện ra thôi. Thì trong cái lệnh này chúng ta chú ý nhất là cái lệnh chúng ta xuất ra cái dạng nào đó để chúng ta có thể mi trang lại, chúng ta có thể gửi cho từng giáo viên, gửi cho từng học sinh, gửi cho từng lớp. Chúng ta có in ra cái bảng lớn tại dán lên tường, dán lên phòng hiệu trưởng chẳng hạn. Đó, nhưng mà đó là 7 bước nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả vào từng bước một, các bạn chú ý nghe, chú ý lắng nghe và chú ý quan sát. Trong quá trình mà tôi trình bày các bước cụ thể này thì nếu không hiểu thì các bạn hỏi luôn, các bạn bật mic hỏi xong là tắt mic đi, anh khỏi ảnh hưởng đến người khác, được chưa? Rồi, như vậy bước một là cái bước chúng ta sẽ khởi tạo một cái file STKB đầu tiên của nhà trường đúng một lần và chúng ta nhập dữ liệu gốc. Rồi thì tôi sẽ mô tả cái thao tác đó nhé. Đây là cái giao diện ban đầu khi mà chúng ta chưa có mới mua về mà chúng ta tạo ra như này. Đây là cái màn hình đầu tiên nhé. Rồi, thế thì khi chúng ta mới mở ra thì nó chưa có gì cả, là có thể tất cả mở mịt. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ phải khởi tạo bằng gì? Bằng cái lệnh là hệ thống và tạo mới. Đây là cái lệnh là tạo mới một tập dữ liệu ở trên thử có biểu. Tôi làm như sau. Chúng ta bấm vào đây. Thì đây là giao diện chúng ta sẽ khởi tạo một cái tập thì có biểu. Thì chúng ta sẽ phải trải qua là 4 bước, mô tả nhanh nhé, 4 bước này. Bước thứ nhất, 1/4,
chúng ta nhập cái mã trường và tên trường. Cái mã trường thì nó chính là một cái ký hiệu ngắn, thông thường nó chính là tên file của chúng ta. Ví dụ trường của tôi là trường Quang Trung thì tôi sẽ viết là QT, đơn giản như vậy thôi. Còn cái tên trường tôi sẽ ghi đầy đủ, ví dụ như là Trung học cơ sở Quang Trung, lấy ví dụ như vậy nhé. Chỗ này là có điều chúng ta có tiếng Việt thoải mái nhé. Đó, bên này là Quang Trung này, QT này, QT đây là mã trường, chính là cái, đây chính là cái tên ngắn, cái tên ngắn mà chính là cái tên file. Tên file là qt.stkb. Còn đây chúng ta nhập cái tên thành phố thôi, cái này thì là một số thông số phụ thôi. Ở đây chúng ta nhập cái niên khóa và học kỳ, phần mềm tự động đưa ra các con số nào chúng ta có thể điều chỉnh lại. Đây, có thể điều chỉnh lại vào học kỳ 2 nhé. Xong rồi chúng ta sang bước số 2. Bước số 2 là bước chúng ta nhập chính xác tên tệp, thì mặc định tên tệp là chính là cái mã trường rồi, chúng ta còn làm thêm nữa. Phần mềm tự động đưa cái đuôi vào là đuôi là STB. Còn vào trên này, cái quan trọng này, vị số 2 là tên thư mục lưu dữ liệu, chúng ta sẽ phải chọn thư mục. Đó, thư mục. Tôi nhắc lại là mỗi một cái nhà trường có một file. File này là dùng vĩnh viễn. Mà rất quan trọng, cái file này mà mất, chúng ta phải làm lại từ đầu. Thì chúng ta tuyệt đối giữ an toàn cái file này. Cho nên các bạn chú ý, các bạn nên tạo cho mình một thư mục riêng để lưu cái tệp này. Tệp này vô cùng quan trọng. Vì nó là tệp này mà nó mất đi là chúng ta phải làm lại thư biểu cho toàn trường. Cho nên chúng ta tuyệt đối là không làm mất cái file này. Đó, thì chúng ta sẽ bấm vào đây và ta chọn cái thư mục mà chúng ta muốn. Ví dụ nhất tôi chọn thư mục ở đây. Hôm nay tôi tập ra đây, tôi sẽ tập huấn, ví dụ đối với tôi làm ở đây nhé. Mà cái thư mục mà tôi tập huấn tôi để ở đây. Đây, tập huấn của tôi ở đây. Ví dụ là cái thư mục tập huấn STKB tháng 8 đây rồi. Đâu một chỗ nào nhỉ? Đây, tháng 8 đây. Tôi đây nhé. Rồi. Vậy là bước 2 là bước chúng ta là nhập là rất cái thiết lập tên của tên của file và cái thư mục mà lưu trữ cái tiền đó. Nhắc lại thư mục là vô cùng quan trọng, mỗi người phải có, mỗi một giáo viên có một thư mục riêng nằm trong hồ sơ hồ D của mình đó, là chúng ta đặt một thư mục riêng đi, là thư mục có tên là thầy có biểu chẳng hạn nhé. Rồi sang đây bước số 3 là chúng ta chọn cái kiểu lớp, kiểu trường của chúng ta. Thì phần mềm sẽ mặc định sẽ đặt các khối lớp hệ thống như thế này. Trung cơ sở là như thế này, trung phổ thông là như thế này, tiểu học như này. Phần mềm hỗ trợ cho cả tiểu học nhé, cho tất cả các cấp nhé, và có thể là liên cấp được tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, vân vân. Đó, thì tùy chúng ta lựa chọn nhé. Tôi nói luôn, nói trước một chút. Ví dụ năm nay chúng ta là trung học cơ sở từ khối 6 đến khối 9, nhưng mà sang năm trường chúng ta lại mở rộng ra, lại mở thêm khối lớp 5, lớp 4, chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại để sang năm chúng ta có thể bổ sung thêm khối 5, khối 4, là khối 3, tùy nhà trường thoải mái nhé. Rồi, sang đến bước thứ 4 là bước là nhập các môn học phần mềm nhập sẵn rồi, chúng ta đỡ phải nhập lại. Thì nó có hai cái nút là các môn cơ bản và hai là các môn phụ, thì chắc là đây không quan trọng, kích cả môn phụ đi. Và nó hiện ra tự các môn học ở đây. Và chúng ta vẫn có thể sau lát nữa chúng ta vẫn có thể là chỉnh sửa xóa lớp này đi, các môn này đi. Nhưng mà chú ý trong môn học này thì cái môn học đầu tiên trong danh sách là môn sinh hoạt, nên là môn rất quan trọng, chúng ta không được phép xóa. Riêng môn sinh hoạt là không xóa. Môn sinh hoạt môn nằm ở vị trí số 1 của môn học nhé. Chú ý là sinh hoạt nhé, chứ không phải là chào cờ, không có môn chào cờ. Một số trường là nhầm lẫn là nhập thêm cả chào cờ là sai cho môn học nhé. Môn học là môn sinh hoạt. Rồi, môn sinh hoạt là môn gì? Là cái môn của giáo viên chủ nhiệm dạy ở lớp mình nhé. Kết thúc. Thì kết thúc là xong. Thì phần mềm sẽ tạo ra một cái file trên cái phần biểu và cái file đó đây. Mở luôn. Ở đây khi mà nó hiện ra là dùng ở đây, chúng ta phần mềm cái file này đã mở rồi. Và khi mở rồi chúng ta có quyền gì? Có quyền là mở ra cho nhập dữ liệu, chúng ta sẽ phải có biểu. Làm xong, chúng ta đóng lại. Đây lại đóng này. Như vậy là nó có 3 lệnh, nhưng quan trọng nhất là lệnh tạo mới này, lệnh đóng này và lệnh mở. Đóng rồi ta chúng ta có thể mở ra để làm việc tiếp. Như vậy là một cái file thì cái biểu chúng ta có thể hôm nay chúng ta tạo, chúng ta nhập số dữ liệu. Sau chúng ta ghi vào, đóng vào và đi vào nghỉ. Hôm sau chúng ta lại mở ra, lại nhập tiếp. Nhập xong rồi, một số rồi lại nghỉ, lại đóng lại. Hôm sau lại mở ra. Cứ như vậy một file thì cái biểu chúng ta có thể là làm trong vài ngày thì mới xong. Chứ không phải làm lúc là xong nhé, có thể một tuần lễ mới xong một cái thẻ có biểu. Thì một thẻ có biểu như vậy là nằm trong cái file là STKB. Rồi.
về tạo xong nhá, tạo xong phần dữ liệu. Bây giờ tôi nói sang tiếp theo, chúng ta sẽ phải nhập cái thông tin gốc là gì. Chỉ có hai cái hai slide. Slide 1 là chúng ta nhập thông tin hệ thống của nhà trường. Thì thông tin này thì chúng ta sửa không sửa rất ít thôi, không còn sửa nhiều. Tôi sẽ nói ngay bây giờ. Và cái thứ hai là chúng ta nhập các dữ liệu gốc quan trọng của nhà trường, như là danh sách môn học, danh sách giáo viên, danh sách lớp học nhé, và danh sách nhóm giáo viên. Ở đây có thêm một danh sách nữa, danh sách phòng học thì chúng ta bỏ qua nhé. Cái phòng học này hiện nay là không, cái này toàn bộ ở Việt Nam mình là không dùng đến cái môn khoa học này. Chúng tôi đưa vào là bởi vì cách đây khoảng 10 năm, hơn 10 năm thì bộ có một cái dự án, bộ mình có một cái dự án về phòng học bộ môn, phòng học mà bộ môn và đa năng, thì dự kiến là sẽ áp dụng cho toàn quốc các môn khoa học này. Và chúng tôi đã đưa vào cái này để hỗ trợ cho cái dự án đó, nhưng mà sau dự án đó bị gần như bị phá sản. Nhưng mà cái chức năng này tôi để lại thôi, thì hầu như không ai dùng cả. Chúng ta chú ý nhé, có thể ghi vào đi không, một số người lại về nhà lại lập nhập phòng là tạo phòng là sai đấy, không hiện nay không có những phòng học nhé. Rồi như vậy là có hai cái biên tôi đưa vào. Cái đầu tiên là chúng ta có thể thay đổi cái thông tin hệ thống nhà trường, có thể thay đổi cứ lúc nào. Thì tôi nói luôn ở đây nhé, cái này là cái mà quan trọng đấy, nhưng mà ít dùng lắm nhưng cũng quan trọng. Rồi là lệnh nào đây, thầy cho em hỏi cái được không ạ? Hỏi đi. À, thầy cho em hỏi là cái file tệp dữ liệu này cái em dùng cả máy bàn cả máy laptop thì mình có dùng chung được không thầy? Dùng chung được chứ. À thế em, à? Em làm trên máy bàn, em xong rồi em copy cái file TKB, STKB nó ra USB, xong copy vào máy laptop, tức là một file đó thôi. À, dùng à? Giống như là với cái lại, laptop ấy. Yeah. Với lại em kích hoạt bản quyền rồi, muốn cài lại Win thì có ảnh hưởng gì đến cái bản quyền không thầy? À, có thể có đấy. Nếu cài lại Win hoặc là thay đổi cứng ấy, thì em nên liên hệ lại với cô Hường cấp cho em một cái key khác. Nhưng đúng là trường em là trường đã mua rồi. Yeah. Wow, ok, cảm ơn thầy ạ. Wow. Rồi, thế bây giờ tôi nói sang cái lệnh này. Cái này thì ít dùng lắm, nhưng mà tôi có nói vì nếu mà nhà trường cần đến thì phải dùng nó. Đây là lệnh này nhá. Chúng ta vào cái hệ thống, vào dữ liệu và chúng ta nhập thông tin là thuộc tính trường học. Thì đây là các thông tin thuộc tính gốc của một nhà trường mang tính hệ thống mà ít khi thay đổi đó. Đây. Đấy, đây chúng ta sửa cái gì này? Các bạn có xem hiểu ngay được tiếng Việt cả không ạ? Cái này, sửa tên trường, trường tạm thời sửa được tên trường, đúng không? Mã trường thay đổi, niên khóa đó, niên khóa thay đổi. Như vậy là vẫn cái file này nhá. Sau học kỳ 2 chúng ta có thể thay đổi học kỳ. Đây. Thay đổi niên khóa cho năm sau. Như vậy là vẫn cái file này dùng cho mọi năm. Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy là vẫn cái file này đến học kỳ sau, đi sang năm chúng ta không phải nhập lại thông tin, không phải làm lại nữa, chúng ta chỉ sửa ở đây thôi, sửa năm học, sửa niên khóa là được. Rồi tiếp theo nữa là ở đây nó có cái phần địa điểm chương trình đào tạo và khối lớp hệ thống. Thì địa điểm như này tôi nói thêm một chút địa điểm, ta bấm vào kiểm tra. Thì lệnh này là cái lệnh chúng ta cho phép là nhập tên của các địa điểm. Phần mềm luôn hỗ trợ là 10 địa điểm cho nhà trường, 10 địa điểm trường đấy. Thì đối với ví dụ ở Hà Nội, một số trường lớn như trường Lương Thế Vinh thì họ có 2 địa điểm, hay là một số trường có 2-3 địa điểm. Còn ở các trường vùng cao, vùng sâu, vùng xa nó có nhiều điểm trường xa nhau, cách nhau có hàng chục cây số. À, thì đó là cái một số điểm, một số trường, còn đa số 99% các trường ở Việt Nam mà chỉ có 1 địa điểm. Thì ở đây tôi ghi vào thôi. À, địa điểm nó có nghĩa như này này, là mỗi một lớp chỉ nằm trên 1 địa điểm thôi. Đấy, và phần mềm cho phép chúng ta là tạo ra một cái ràng buộc của giáo viên. Cái ràng buộc này là ràng buộc cứng, tức là khi đặt ràng buộc này là cứng luôn, bắt buộc. Là gì? Là ví dụ như là mỗi giáo viên trong một buổi học chỉ dạy 1 địa điểm. Nghĩa là gì? Nghĩa là không cho phép là tiết 1 dạy ở địa điểm 1, sang tiết 2 là địa điểm 2 là không được. Đó là một ràng buộc của giáo viên. Hoặc là ràng buộc cho cả ngày. Trong một ngày chỉ được phép là dạy một địa điểm, cho phát triển một điểm trường thôi. Không cho phép là ngày hôm nay thứ hai dạy ở điểm 1, xong sáng là xong chiều là sang điểm khác là không được. Đó thì đây là cái lệnh ta nhập tên thôi. Chúng ta cứ đúc vào đây này, nhập vào đây này. Ví dụ như là ví dụ tôi trường Lương Thế Vinh nó có hai cái điểm trường, địa điểm 1 là Hà Nội, địa điểm 2 là Hà Đông. Tôi lấy ví dụ như vậy, lấy ví dụ nhé. Có hai điểm trường nhé. Yeah. Thì khi mà chúng ta tạo một lớp học ấy thì lớp học đó là mặc định được gắn cho địa điểm 1.
Một đây là một thôi nhé. Chúng ta có thể chỉnh sửa lại cho từng điểm một. Rồi, xong nhé. Sang cái chương trình đào tạo, thì chương trình này là hiện nay chúng ta không cùng dùng đến. Hiện nay là cả nước chúng ta là có một chương trình. Trong tương lai, cả nước có một chương trình trừ cấp 3. Cấp 3 là nó phức tạp hơn, thì tôi sẽ nói sau, nhưng mà hiện nay cái lệnh này chúng ta không dùng đến. Bây giờ sang khối lớp hệ thống, là đấy tôi nói lúc nãy đấy, là chúng ta có thể là thay đổi, vì năm nay chúng ta dạy khối 6, 7, 8, 9. Sang năm chúng ta lại dạy thêm khối 5 nữa, thì chúng ta sẽ đưa vào đây, mở bấm khối 5 và đưa sang khối 5 nữa. Sang nữa chúng ta lại hủy, không dùng khối tôi đang, ta lại bấm đây ta hủy khối 5 đi, ví dụ như vậy. Đây là cái lệnh chúng ta sẽ nhập cái khối lớp hệ thống. Khối lớp hệ thống có ý nghĩa gì? Nó chỉ có ý nghĩa ở một chỗ này thôi này, tôi đang luôn nói trước nhé, là một khối lớp ấy là thông thường chúng ta sẽ cho học sinh là nếu mà có ít tiết hơn trong ít hơn 30 tiết trong một tuần, chúng ta cho toàn khối là ra về cùng một lúc. Ví dụ như khối 6 là quy định là nó chỉ có 28 tiết thôi, thì như vậy có hai tiết rộng đúng không ạ? Thì chúng ta cho khối 6 đó là toàn khối 6 sẽ chúng ta về bằng thứ 5 ngày thứ 6. Đó là cái lệnh đặt cái gọi cái trạng thái đặt cái tạo khuôn cho từng khối một. Thì khối này nó chỉ có ý nghĩa như vậy thôi, còn nó không có ý nghĩa nhiều lắm ở trong phần mềm. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ như vậy là xong cái bước 1A là nhập thông tin hệ thống của nhà trường. Ta sang cái bước 1B là nhập dữ liệu gốc nhá. Thì này các bạn cùng với tôi chúng ta chú ý, tôi sẽ nói mô tả các bước cụ thể của cái bước này. Thì chúng ta sẽ nhập bốn tham số. Một là lớp học, hai là môn học, ba là giáo viên và bốn là tổ nhóm giáo viên. Nên chúng ta bỏ cái phòng đấy nhá. Để tôi xóa luôn được trong thông điểm lại cho chúng ta có thể xóa luôn được cái phòng đi nhá. Nhắc lại này, một là lớp học, hai là môn học, ba là giáo viên và bốn là gì? Bốn là nhóm giáo viên. Đây, thì là tất cả nằm ở đây hết nhá. Chúng ta vào thực đơn là dữ liệu. Đây, thì nó nằm ở đây này, nó nằm ở chỗ nhập lớp đây. Nhá, nhập lớp này, nhập môn học này, đó, nhập giáo viên này, thấy không nào, và nhập nhóm giáo viên, nhìn thấy nó đang nhóm giáo viên, đây, đang mở đi, ta chỉ giáo viên, chứ có nhóm giáo viên, đây nhá, đó, để tôi mô tả nhập lớp này, đây, đây là cái màn hình mà chúng ta nhập lớp vào trong phần mềm, nó luôn lưu hai danh sách lớp, một sáng và một chiều, thì phần mềm sẽ điều khiển như sau này. Điều khiển các lớp sáng chiều là độc lập với nhau. Nhưng mà những lớp nào mà thông cả sáng cả chiều thì tụi em sẽ hiểu đó là lớp học hai buổi và sẽ có cái điều khiển chung được cả hai buổi nếu mà lớp đó là thông. Còn những lớp học riêng sáng thì tụi em hiểu là chỉ có sáng thôi. Học riêng chiều thì hiểu là riêng chiều. Còn những lớp mà học cả sáng chiều thì phần mềm cho phép có thể liên thông. Nhưng mà liên thông này chúng ta rất cẩn thận, rất là dễ nhầm lẫn, tôi sẽ nói sau nhé. Như vậy là phần mềm chúng ta là hỗ trợ có hai danh sách lớp và có phần liên thông. Để tôi mô tả nhé. Ví dụ chúng ta sẽ muốn nhìn chúng ta đây là lớp 6 sẽ học buổi sáng, lớp 7 học buổi chiều và khối 8, khối 9 học cả ngày. Liên thông sáng chiều, tôi làm thử nhé. Chúng ta nhập thì có thể, nếu mà lớp ngắn, ta nhập cùng một lúc nhiều lớp trên một dòng. Ví dụ tôi nhập này. 6A nhé, 6B này, 6C. Thông thường các lớp cho cùng một khối ta nhập trên một hàng nhé. Và chúng ta sẽ đặt là buổi sáng hay là buổi chiều hay là cả ngày. Lớp buổi sáng là chỉ có riêng sáng ở bên này, lớp buổi chiều là riêng chiều ở bên này, còn lớp cả ngày tức là lớp học cả sáng cả chiều. Người chú ý chưa nhé, phân biệt nhé. Phân biệt sáng là sáng, chiều là chiều, cả ngày là cả ngày nhé. Rồi, thật sự là lớp 6 buổi sáng đi. Đây là vị trí lớp này, điểm lớp này nhé. Còn đây là số học sinh, như thôi cái chỗ này chúng ta có thể tìm hiểu sau, không quan trọng. Đó, thì nếu chúng ta đặt là 6 ấy thì phần mềm sẽ tự động đặt vào đây là khối 6 bằng một định tự động, còn chúng ta có thể kích vào định được tùy các bạn. Còn khi vào phần mềm chúng ta nhập là 6 thì phần mềm tự động hiểu là khối 6 rồi, và chúng ta nhập xong nút thêm đấy. Như vậy chúng ta vào ngay đây là lớp 6, khối 6, khối lớp sáng. Và chúng ta có thể bấm vào đây và chúng ta có thể chỉnh sửa, có thể xóa. Được chưa? Rồi, thì tôi mô tả tiếp nhé. Giả sử khối 6 là buổi sáng, khối 7 là buổi chiều. Tôi sẽ nhập tiếp là 7 nhé. Tôi bấm vào đây. Nhá, tôi bấm vào đây. Tôi bấm nút ra rồi.
À, tôi bấm vào đây rồi tôi chọn là 7A, 7B, 7C, cứ như vậy 7D, 7E gì đó nhé. Và chúng ta chọn đây là buổi chiều. Buổi chiều nhé. Các bạn nhập cẩn thận nhé, buổi chiều. Và đấy như tôi nói là chúng ta có thể bấm vào đây khối 7, đúng vào đây khối 7 nhé. Đấy. Và chúng ta bấm nút thêm, sẽ vào luôn. À, tự nhiên bấm lại, bây giờ chúng ta chọn là khối 6 đây. 7A này, bấm lại này, 7B này, 7C nhé. Bấm lên là buổi chiều. Chọn là khối 7, được chưa? Bấm nút thêm. Đấy, nó vào buổi chiều này. Đấy, đây là A, đây là sáng chiều nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhập khối 8, khối 9 học cả ngày. Ta nhập là 8A, 8B, 8C nhé. 8C. Nhập đây là khối 8. Và chọn ở đây là buổi cả ngày. Tức là chọn cả ngày. Bấm nút thêm. Bạn thấy không? Các cái lớp mà học cả ngày nó sẽ có hình có cái màu xanh là phân biệt là lớp chỉ sáng hoặc là chỉ chiều. Còn cả ngày nó hiện cả hai bên nhé. Đấy. Ở bên đây ta nhập thêm là 9A, 9B, 9C, 9D. Được chưa? Chọn đây là lớp buổi là buổi cả ngày nhé. Cả ngày. Và chọn của 9 ở đây. Đó. Thêm. Mọi người đã hiểu chưa? Như vậy ta nhập lớp cũng đơn giản lắm, nhưng mà ta chú ý chỗ này, ta chú ý. À, ngay đầu chúng ta nhập chính xác. À, sau này khi ra nhập sao chúng ta vẫn có thể điều chỉnh. Tôi nói sau khi điều chỉnh nó hơi phức tạp hơn một chút, thì điều chỉnh ta cẩn thận hơn khi mà điều chỉnh. Được chưa? Đó. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ xong cái lệnh thứ nhất là cái lệnh là nhập lớp. Nhập một lần thôi, hầu như không. Năm sau chúng ta có thể thêm một vài lớp, thêm lớp của bên này, thêm lớp bên này, hoặc chúng ta có thể xóa đi. Bấm lên xóa này, bấm lên xóa nhé. Đó, bấm lên vào xóa lớp. Thì nếu mà xóa, chúng ta chú ý là xóa lớp cả ngày thì máy tính sẽ tự động hiểu là xóa cả sáng cả chiều. Đấy, thì chứ nếu mà giả sử lớp đó mà đang học cả ngày chuyển sang buổi sáng thì chúng ta nên xóa đi, chúng ta tạo lại lớp khác đó ở buổi khác nhé. Rồi, thì bây giờ sang tiếp theo là ta nhập mà môn học. Thì lúc nãy đây, khi ta tạo môn, chúng ta đã tạo file, chúng ta đã có cái mà chúng ta đã có cái nhập môn học rồi, tự động rồi, bây giờ ta sửa lại thôi. Ta vào đây nhé, môn học. Đây, thì đây là cái môn học. Thì chúng ta chú ý là mặc định bao giờ cái môn đầu tiên cũng là môn sinh hoạt. Tuyệt đối nhé, mọi người chú ý nhé. Và môn sinh hoạt là môn gần như là cứng, không xóa được. Luôn đặt số 1 trong danh sách. Chúng ta có thể nhập như sau, chúng ta có thể nhấn nút thêm và đặt thêm cái đây là các cái môn khác ở đây, đúng không nào? Chúng ta có thể xóa, ví dụ là môn nghề, tôi xóa, tôi muốn chọn môn nghề, tôi bấm nút xóa môn nghề đi. Hay là môn, ví dụ là môn âm nhạc, nghệ thuật, tôi xóa cái môn âm nhạc đi. Ví dụ đấy, chúng ta là không cần môn âm nhạc. Hay là môn kỹ thuật dùng, môn ngoại ngữ cần, nghệ thuật, xóa đi, tôi lấy ví dụ, tôi xóa. Thì đây là môn chính đây, là môn của chúng ta nhé. Thì mỗi môn học chúng ta chú ý là mỗi môn học nó có hai tham số, một là tên môn đầy đủ viết bằng tiếng Việt và mã môn. Thì mã môn là cái tên là chúng ta là nó khác nhau từng đôi một của lớp của môn học, và cái mã là cái chúng ta dùng để tư duy xếp. Cho nên chúng tôi đặt mặc định là mã môn là viết chữ in hoa. Thì các bạn có thể sửa lại cũng được tùy các bạn. Nhưng mà mã môn tôi đặt là như vậy, và thường nó ngắn thôi. Thì không là không để dài, nhưng được kỹ thuật này thực để hơi dài quá, tôi sẽ sửa lại cái này là KT thôi, cái mã để ngắn sửa và vẫn cập nhật nhất, tôi cập nhật vào đây đó, vậy KT đây nhé, ngắn đây. Như vậy là chỉ có vài chữ thì con đã phân biệt được nhanh với các cái môn khác. Được rồi, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ nhập các thuộc tính của môn học, ví dụ như là môn tự nhiên hay là môn xã hội đấy, và là môn chính hay là môn phụ. Thông thường là môn toán và môn văn là môn chính, còn lại là môn phụ hết nhé. Rồi, tiếp theo ở đây, cái chỗ này là không quan trọng lắm, chỗ này là cái chỗ phần mềm chỉ dùng cái này để sau này phần mềm nó có một tính năng để đánh giá thì có biểu của giáo viên, thì của lớp học. Ví dụ như lớp học mà là một buổi học mà là toàn môn tự nhiên cả, thì máy nó kêu là máy nó hiểu là cái đó là cái môn đó là cái hôm học xấu. Hay một buổi học mà toàn môn xã hội cả thì máy tính nó coi là xấu. Còn nếu mà học xen kẽ tự nhiên xã hội thì máy sẽ hiểu đó là một cái buổi học được phân công tốt. Đó, nhé. Còn môn chính cũng vậy. Nếu mà một buổi học mà là toàn môn chính cả, toán, văn, thì như vậy là cái buổi học đó là nặng quá, là xấu.
còn như là toán, là sử, địa, vân vân thì cái kia không sao cả. Nhưng vậy cái chức này nó chỉ thế này, nó chỉ có ý nghĩa khi mà vì phần mềm chúng tôi có những tính năng dùng để đánh giá cái thẻ có biểu tượng tự động đánh giá. Bây giờ tôi nói sang một cái thông tin rất quan trọng, thông tin này theo tôi mới là quan trọng này, là thông tin là số phòng học của môn. Đó, thông tin này mới là môn thông tin quan trọng. Đây là một cái ràng buộc bắt buộc. Nhá, là cái gì? Cái ràng buộc này nói cái gì? Cái ràng buộc này nói rằng là đây là cái số tiếp mà tại một thời điểm ví dụ như tiết 3 ngày thứ 5 của tuần là cho phép là xếp là maximum từng đó tiết tại một vị trí nhé. Là xếp maximum là từng đó cái tiết học trong một trong nhà trường. Thì phần mềm để mặc định là sự xuất rất lớn đây thì không có nghĩa gì cả, thì là cái số này là cái số nó không có ý nghĩa gì cả, nó là hoàn toàn bình thường. Nhưng mà lấy ví dụ nhá, vì sao cái này có ý nghĩa, lấy ví dụ như là trường chúng ta là có bảy giáo viên tin nhá, thì mặc dù là để làm cho 50 nhưng mà tại một thời điểm phần mềm sẽ xếp có thể maximum tại một thời điểm là có maximum là 7 tiết tin học, 7 lớp cùng học tin học, đúng không ạ? Thực ra cái số này cái tại một thời điểm ấy, thì cái số tiết của cùng một môn học ấy là cùng lắm là bằng tổng số giáo viên của môn học đó thôi, không thể vượt quá số giáo viên được. Giả sử chúng ta là môn tin học là có 7 người thì phần mềm lý thuyết có thể xếp ngẫu nhiên mà, cho nên họ có thể xếp là tại một tiết nào đó của nhà trường chúng ta là có 7 lớp cùng học tin học. Đấy nhé. Nhưng giả sử trường chúng ta chỉ có 3 phòng học môn học, 3 phòng tin học thôi. Nhé. Mà tại một điểm nào đó nó có 7 lớp cùng học. Thế thì 7 lớp này mà cùng một lúc đăng ký lại vào phòng tin học thực hành thì chúng ta không đủ. Đúng là không đủ cái số phòng thực hành để ta thực hành cái môn tin tại thời điểm đó. Đó thì bây giờ lúc đó thì cái số này sẽ là số quan trọng này. Bây giờ giả sử trường chúng ta cho phép là các lớp bất cứ lúc nào có thể đăng ký vào phòng tin thì chúng ta sẽ đặt gì? Chúng ta đặt cái này là 3. Thì để là gì? Để hạn chế lại thì là tại một thời điểm cùng lắm chỉ có 3 môn tin thôi. Tại một thời điểm có 3 lớp tin đang học thôi trong bất cứ lúc nào trong nhà trường. Thì đây chính là cái hạn chế rất quan trọng. Thì với hạn chế này thì mặc dù trường chúng ta là có 7 giáo viên tin nhưng mà tại một thời điểm nó luôn là có 4 ông tin, 4 thầy tin là đang chơi. Có 3 thầy tin là đang dạy. Thì nếu bất cứ ai đăng ký phòng tin học là có ngay. Thì phòng tin học chúng ta có 3 phòng, bất cứ ai là vào phòng tin học là không bị trùng, không bị vào phòng rồi là phải đi về. Đó thì đây là cái lệnh rất quan trọng. Tương tự như vậy với môn lý, có phòng thí nghiệm lý, môn hóa, môn sinh được phòng thí nghiệm cả. Thì cái lệnh này lệnh đặt hạn chế là rất quan trọng. Chứ mà tôi gọi là số phòng học môn là vì thế. Nhưng mà lệnh này là lệnh quan trọng này. Được chưa? Rồi. Như vậy là xong. Xong cái nhập môn học, người ta sang cái bước tiếp theo là tôi sẽ dạy tiếp theo. Thầy ơi, sao? Em hỏi ạ. Thì hỏi đi. Bên tiểu học thì nó chỉ có một phòng tin thôi. Thế thì ví dụ như tiết 1 là lớp 4A, tiết 2 lớp 4B, tiết 3 lớp 4C thì bấm vào đấy là số bao nhiêu rồi thầy? Một. Một thôi phải không ạ? Đúng thế, có một phòng tin thôi, có số 1 thôi. Nhá. Vâng. Thầy hiểu chưa? Cái ràng buộc đó là ràng buộc cứng, cái ràng buộc về này ràng buộc cứng không bao giờ là khác cả, không bao giờ được vi phạm. Tôi nhắc lại một chút về ràng buộc nhé. Trong phần mềm là trong cái thực bản chất theo biểu là có những ràng buộc phức tạp, đúng không nhỉ, xen kẽ nhau, thì có những ràng buộc là cứng tương cự, tức là không bao giờ thay đổi, thì bọn tôi gọi là ràng buộc cứng, ràng buộc vật lý. Còn có những ràng buộc là ràng buộc mềm, gọi là có ràng buộc nhưng mà phần mềm có thể phá vỡ thì bọn tôi gọi là ràng buộc mềm. Ràng buộc mềm là hay là ràng buộc logic mềm thì ràng buộc số phòng của môn là ràng buộc cứng. Ví dụ như thế nhé. Anh đi sang giáo viên tôi sẽ nói là giáo viên cũng vậy, có những ràng buộc mềm và ràng buộc cứng. Chúng ta chú ý cái chữ mềm và chữ cứng nhé. Đã cứng là cứng là thôi, là không ai có thể vi phạm nữa. Nhưng mà mềm chúng ta có thể phá vỡ, phần mềm có thể phá vỡ nhé. Tất cả những ràng buộc của giáo viên thì là xin phép nghỉ học, xin phép nghỉ tiết 2, xin phép nghỉ tiết thứ 3 đều là ràng buộc mềm hết và chúng ta đều có thể phá vỡ tất cả các ràng buộc của giáo viên, trừ ra một cái tôi đang lát nữa tôi nói. Rồi bây giờ tôi sẽ nói sang cái phần nhập giáo viên, là nhập sách của giáo viên. Đây chúng ta sẽ xem và nhập nhé. Thì
phần mềm, thế là phần mềm có chức năng là nhập cái Excel. Phần mềm này chúng ta là chức năng nâng cao, các bạn tự tìm hiểu. Tôi sẽ nói về cái chức năng ta nhập từng người một thôi. Đây, chúng ta nhập từng người một nhé. Từng người một và gõ chữ gõ thêm vào đây. Thì mỗi giáo viên chúng ta sẽ nhập là tên giáo viên và mã giáo viên. Cái mã này mới là quan trọng này. Cái mã này là cái mà chúng ta dùng để tư duy theo các biểu, dùng để tư duy xếp. Và cái mã này thì không cho phép hai giáo viên nào trùng mã cả. Còn tên thì trùng nhau thoải mái, còn mã thì không. Nhưng chúng ta chú ý nhé. Ví dụ chúng ta làm như sau này. Ví dụ tôi nhập tên nhé. Ví dụ như là Nguyễn. Chúng ta gõ đầy đủ tên, phần tên chúng ta gõ nhé. Nguyễn Việt Anh. Đó. Thì phần mềm sẽ tự động tạo ra cái mã là tên của người này. Nhưng mà giả sử chúng ta có hai Nguyễn Việt Anh. Thì chúng ta làm nào? Chúng ta sẽ đặt, chúng ta đặt là Việt Anh 1, Việt Anh 1 và Anh 2. Anh 1 là cái mã của Nguyễn Việt Anh. Là cái là ví dụ như là cái anh già. Còn anh 2 là anh số 2 là cái mã của một người anh cũng tên là Nguyễn Việt Anh nhưng mà là một cậu trẻ. Ví dụ thế nhé. Đó, xong rồi, chúng ta bấm nút thêm. Hoặc là enter cũng được, như là vào đây này, như vậy đây là tên đầy đủ nhé, đây là mã. Tên đầy đủ là chúng ta gõ tên đầy đủ của người đó và được phép trùng nhau. Người thứ hai nhé, Nguyễn Việt Anh. Cũng là Nguyễn Việt Anh luôn, chỗ luôn này nhân tiện này để mua thôi nhé, để mua. Đấy, và đây anh này là anh hai. Anh hai, được chưa? Và chúng ta enter đã vào luôn. Đấy. Vậy có hai anh nhé. Bây giờ thì chúng ta nhập tiếp tục nhé. Tiếp tục nhá, ví dụ như là Vũ Bình, chúng ta có hai người là Vũ Bình, nhưng mà là có một Bình là Bình Toán Bình Văn, tôi viết là Bình T đây là Bình Bình là... ví dụ tôi là nhập Vũ Bình này nhé, đây là Bình T và thêm vào đây là Bình Toán nhá, thì người thứ hai cũng là Vũ Bình nhưng mà đây là Bình Văn, tôi sẽ viết đây là Bình V nhé, Bình V cũng thêm. Đó, thì mình về đây là mình sẽ là Bình Văn, được chưa? Đó, ví dụ tôi viết này. Thì các bạn chú ý rằng là cái mã nó quan trọng này, có cái tên này là cái tên này là dùng để in ra thì có biểu thôi, chứ còn khi chúng ta tư duy đấy, chúng ta ngồi chúng ta tư duy tính toán làm sao cho nó hợp lý thì dùng chúng ta tư duy trên cái mã này hết nhé, các bạn chú ý. Đó, trên cái mã này hết. Đó. Rồi, thì bây giờ làm tiếp tục như việc tôi làm cái gắn này, việc gắn là Hà này. Sẽ có một số người lại vào đây nhỉ, cho nó vào hết nhé, mỗi người cũng băng ra là nào nhỉ, nghe Hà này, nhanh nhé, khi biết nhiều khi nhiều nhà trường là gõ luôn cái vật tên trùng tên mã luôn, à nhé, Hà một, Hà 2, đó, tôi nói lại cái tên giáo viên ở đây nhé, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta cái mã này là chúng ta tự đặt ra, người xuất biểu là tự đặt ra, có cái tên đầy đủ là tên chính gốc của người đó nhé. Thì chúng ta có thể nhập thêm thông tin như là nam hay là nữ, rồi ngày sinh, rồi là địa chỉ, rồi điện thoại, rồi email này là quan trọng này nhé, email đó thì là nhập giáo viên là như vậy nhé. Chứ khó nhập một lần thôi, cái này nhập một lần thôi, không thay đổi lại, vẫn là bước một mà nhập một lần thôi, chúng ta chú ý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập sang phần rất quan trọng, nhập thông tin này rất quan trọng ở bước 1 là nhập tổ nhóm giáo viên. Đó. Tiếp theo, đây, cái này đây là chúng ta nhập tổ nhóm giáo viên chuyên môn, rất quan trọng luôn. Thì tôi sẽ nói ý nghĩa của nó là lần nữa tôi nói ý nghĩa vì sao nó lại quan trọng là như thế này nhá. Đây là cái lệnh chúng ta sẽ nhập các cái tổ nhóm giáo viên ở trong nhà trường. Đó, thì nó có ý nghĩa là như này này. Và mai sau chúng ta cho phép chúng ta có thể hiển thị trên màn hình trong xếp theo hiển thị theo từng tổ nhóm giáo viên, chúng ta có thể in thử cái biểu ra theo từng tổ nhóm giáo viên, chúng ta có thể đặt các ràng buộc cho từng tổ nhóm giáo viên, và đặc biệt chúng ta có thể là nhập phân công chuyên môn theo từng tổ nhóm giáo viên, cái đó mới là cái quan trọng nhất đấy nhé. Vì cái lệnh nhập phân công chuyên môn lát nữa ở bước số 3 đấy là cái lệnh rất là phức tạp, lệnh rất phức tạp mà chúng ta nhập cho toàn trường thì nó vô cùng lớn và nó hay bị nhầm lẫn. Nhưng nếu chúng ta nhập riêng cho từng tổ nhóm thì đã rất gọn nhẹ, rất đơn giản nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ mô tả cái lệnh này tạo các tổ. Thì chúng ta có thể là nhập các tổ trước, sau đó chúng ta sẽ gán thành viên sau. Đây, tên tổ là ở đây nhé. Chỗ này là thành viên của tổ. Còn bên này là danh sách toàn bộ nhà trường đây. Rồi,
chúng ta nhập tên tổ trước nhé. Ví dụ chúng ta nhập là tổ văn, chúng ta gõ là văn, enter để nó vào luôn. Đấy, văn là tạo ra một tổ văn nhé, tạo tổ toán, enter, tạo tổ sử, sử, enter, tạo tổ lý, enter, tạo tổ địa. Ví dụ như vậy, enter, tạo tổ hóa, enter, ví dụ như vậy. Thì mỗi một môn học thông thường nó làm cái tổ chuyên môn. Rồi, bước thứ hai, chúng ta sẽ nhập thông tin cho từng tổ một. Cái này quan trọng, nhập chính xác là tổ đó là có bao nhiêu người và tổ đó được phân công dạy những môn gì. Thì một giáo viên có thể nằm trong nhiều tổ nhé, trong nhiều tổ. Rồi, đây, giả sử tôi bấm vào tổ văn đây, văn nhé, và đây, thành viên nhóm đây. Tôi chuyển này, ví dụ là anh Nguyễn Việt Anh, anh một đây là dạy văn. Rồi là Bình V là dạy văn. Rồi Hà 2 dạy văn. Chúng ta lấy ví dụ như vậy, ba người này là dạy văn. Rồi, tiếp theo, tôi sẽ gắn bên này là môn học của tổ này. Thì mỗi một tổ thông thường là dạy môn của mình nhé, văn. Đồng thời dạy sinh hoạt. Sinh hoạt là môn chủ nhiệm, cho nên tổ nào cũng phải dạy. Cái này rất quan trọng nhé, chúng ta phải chọn là sinh hoạt và văn học. Nếu bỏ sinh hoạt đi thì lát nữa chúng ta sẽ không thể nhập được phân công chuyên môn cho cái môn này, môn sinh hoạt. Tôi kích vào đây. Rồi. Chọn xong rồi nhá, bấm gì? Bấm nút cập nhật để cập nhật thông tin cho tổ văn. Các bạn chú ý nhá, bấm này. Xong, mới lại xong tổ văn. Có thể xem lại này. Đấy, tổ văn đây này. Xong tổ toán này. Vào đây, toán. Chọn là anh 2 là Bình T và Hà 1 như vậy. Được chưa? Ba người này dạy toán, tôi chọn là toán, chọn sinh hoạt. Được chưa? Sinh hoạt bao giờ cũng phải chọn là cái môn, nó là môn sinh hoạt là cái môn chủ nhiệm. Cho nên ai cũng phải sinh, ai cũng phải chủ nhiệm cả. Bấm vào đây, bấm nút cập nhật. Xong tổ toán. Cứ như vậy làm với từng tổ một, tổ lý, tổ sử, tổ địa. Được chưa nào? Đó thì các bạn chú ý, đây là lệnh rất quan trọng nhé, quan trọng. Nhập xong rồi, nút đóng. Nhắc lại rằng là có thể là thay một giáo viên có thể nằm trong nhiều tổ. Tôi làm lại được tổ lý chứ ạ. Tổ lý nhé, cũng tổ lý đây. Thì ông anh này cũng là tổ lý, ông anh này cũng tổ lý, ông Hà 1 cũng tổ lý, ông Hà 2 tổ lý. Dù các ông này là nằm trong cả môn văn và môn toán. Thì môn này sẽ gõ sinh này, nhập vào môn vật lý này. Đó, hai môn này. Được chưa? Nó cập nhật. Như vậy là một giáo viên có thể nằm trong nhiều tổ khác nhau, không sao cả nhé. Rồi, tới đây là xong bước 1 của 7 bước nhé. Mày làm phải chậm quá, không được chỗ mất hết thời gian. Rồi, bây giờ tôi sẽ nói sang bước số 2. Rồi, bước 1 tôi nhắc lại nhé. Bước 1 là bước gì? Bước 1 là cái bước chúng ta nhập thông tin gốc của nhà trường. Nhập mà chúng ta nhập dữ liệu gốc của nhà trường nhập một lần thôi. Cùng có hai nhóm con là bước 1A là nhập thông tin hệ thống của nhà trường. Và bước B là nhập thông tin gốc gồm có là môn học, giáo viên, lớp học và nhóm giáo viên nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sang cái bước số 2. Bước số 2 là cái bước là nhập thuộc tính môn học và ràng buộc giáo viên. Thì cái bước này thực tế chúng ta cũng nhập một lần thôi, hầu như không nhập hai lần. Trừ cái ràng buộc giáo viên thì có thể thay đổi một chút trong mỗi một học kỳ. Còn chung những ràng buộc chung giáo viên cũng là không thay đổi. Tôi nhắc lại là ràng buộc giáo viên chúng ta không nhập nhiều, nhập ít thôi. Nhập ít thôi nhá. Đấy, chúng ta chú ý. Rồi, bây giờ tôi sẽ mô tả có hai lệnh thôi. Sẽ có ba lệnh. Nhập tính môn học, một lệnh. Ràng buộc giáo viên có hai lệnh là nhập ràng buộc cho từng tổ nhóm giáo viên và từng giáo viên. Vậy thực ra phần này là có 3 lệnh tất cả nhé, các bạn chú ý, 3 lệnh, chúng ta có thể ghi vào đi 3 lệnh nhé. Tôi mô tả từ lệnh 1 này. Tất cả đều ở từ dữ liệu hết nhé. Lệnh thứ nhất là đây, tính chất môn học. Đây là lệnh nhập các cái ràng buộc tính chất sư phạm môn học. Rất quan trọng luôn, cái nhập một lần thôi và dùng mãi mãi. Và nói chung là phải nhập. Cái này mà chừng nào mà quên nhập ấy thì nó sẽ ra một thẻ kho biểu mà lỗ chỗ rất là xấu xí. Ví dụ ta không hiểu cái này, nó sẽ ra là toán văn hay là địa sử rất là xấu, hoặc là lý sinh rất là xấu. Thì chúng ta sẽ phải nhập cái này, đây là cái thuộc tính sư phạm thôi, nhập một lần thôi là nó rất đơn giản. Nhập như sau này, bấm vào đây thì nó ra cái đầu tiên, nó ra cái danh sách các cái thuộc tính của một học ta cần phải gán, cần phải đặt ràng buộc.
Thì phần mềm mà đặt ở đây chúng ta là có là 17 cái ràng buộc của môn học. Nhưng mà thực tế chúng ta hầu như không dùng. Chúng ta dùng có 2 cái này. Chú ý nhé, có 2 cái hay dùng nhất thôi. Còn lại chúng ta quên đi, những khác đi. Tôi nói nhanh nhé. Hay là cái gì? Là chính là cái ràng buộc số 1 là có một cái tiết xếp liền. Cái này. Cái ràng buộc này là cái ràng buộc mà dùng ở đâu? Dùng cho môn nào? Dùng cho môn văn và môn toán. Thông thường các nhà trường chúng ta đều, học sinh chúng ta đều là có một tuần có 2 tiết văn liền nhau để học sinh làm bài kiểm tra, và có 2 tiết toán liền nhau để học sinh làm bài kiểm tra nhé. Đó là cái số 1 này là dành cho môn văn môn toán, và đối với trường chuyên ấy thì là dành cho môn chuyên. Ví dụ như là cái trường này lớp 7A là chuyên văn, là chuyên lý, thì lớp 7A dưới 7A là có cái lớp là có 2 cái lý là liền nhau nhé. Rồi, và cái số 3 là chỉ học một tiết một ngày. Ra đây là cái chữ cũ thôi, chứ mà chắc đây hiểu là chỉ học một tiết một buổi đấy. Đây là một buổi học, chỉ học một tiết thôi. Thì đa số tất cả các môn học của chúng ta đều là học một tiết một buổi hết. Cho nên là cái số 3 này là sẽ gán cho tất cả các môn học, cho tất cả các môn học ở trong nhà trường. Các bạn chú ý nhé. Đó. Còn cái số 2 này là ít khi dùng. Cái số 4 này thì có thể dùng cho cái môn thể dục vào mùa hè ở những nơi mà nắng nóng ở miền Trung chẳng hạn, ít khi dùng. Cái số 6 không học tiết 1 là có lẽ chỉ dùng cho những nơi mà lạnh, xứ lạnh môn thể dục ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang mùa đông lạnh quá có tuyết thì là không học thể dục vào buổi sáng sớm, thấy chưa? Như vậy thôi, còn lại nói chung là chúng ta không dùng gì cả. Rồi thêm mô tả nhé, chúng ta bấm nút chọn ràng buộc, chọn tính chất. Bước thứ hai là chọn môn, và bước thứ ba là chọn lớp để chúng ta gán. Thì có thể gán cho toàn trường luôn, hoặc gán cho từng khối một luôn nhé. Rồi chúng ta làm thử nhé. Bây giờ tôi sẽ gán cái ràng buộc là công tiết xếp liền này, tôi gán cho môn văn môn toán cho toàn trường rất nhanh. Chúng ta bấm vào đây này. Rồi ở đây không có gì cả nhé. Đây là đang gán nhất là có một tiết xếp liền này. Chúng ta chọn là môn toán này, bấm vào đây. Rồi và ở đây có thể chọn là buổi, nhưng không, bấm đây để bổ sung, bấm đây để ta chọn cho toàn trường, bấm vào đây nhé, và bấm toàn trường. Đó, như vậy là gán cho toàn trường luôn, kết thúc. Như vậy là môn toán là có cấp tiết xếp liền cho toàn trường. Tiếp theo là môn văn, bấm môn văn, chọn bổ sung và chọn toàn trường, chưa, kết thúc. Đấy, như vậy là môn chất 1 này đã gán cho môn toán toàn trường, môn văn toàn trường. Xong chưa? Xong. Chúng ta có thể kết thúc ở đây. Kết thúc lệnh này, phần này mà chúng ta thoát ra khỏi cái lệnh này, mình đưa ra lệnh này. Đó, đưa vào đây nhé. Mọi người đã hiểu chưa? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cho cái thủ tính số 3. Thông thường số 3 là gắn cho tất cả các môn học còn lại. Thông thường. Mình bấm vào đây nhé. Rồi, ta làm cho mọi môn đi. Một số bạn không cần, một số bạn không thiết thì không cần. Nhưng môn lý này, môn lý là có 2 tiết cần này. Môn lý này bấm vào đây, chọn toàn trường, kết thúc. Môn sinh, bấm vào đây, toàn trường, kết thúc. Môn hóa, bấm vào đây, toàn trường, kết thúc. Môn tin, vào đây, toàn trường, kết thúc. Đúng không? Môn sử, bấm vào đây, toàn trường, kết thúc. Tôi làm rất là nhanh, không có gì là khó cả. Bấm vào đây, toàn trường, kết thúc. Như vậy là rất là nhanh. Được chưa? Đó. Ngoại ngữ vào đây, toàn trường. Đó. Và chúng ta là nhập xong cho cái tính môn học. Chúng ta có thể kết thúc ở đây và chúng ta sẽ ghi lại là kết thúc. Vậy là xong nhé. Rồi, bây giờ tôi sang cái lệnh tiếp theo là nhập cái ràng buộc cho giáo viên. Thì ràng buộc giáo viên là nó có 2 lệnh, là ràng buộc cho nhóm, ràng buộc cho từng giáo viên. Thì với nhóm thì theo tôi chúng ta chỉ nhập một thứ cho nhóm thôi, là nhập cái ràng buộc là họp. Đấy, tôi nói thêm nhé. Trong những cái ràng buộc về tiết học của giáo viên thì cái ràng buộc họp là ràng buộc cứng, còn lại là mềm hết. Riêng ràng buộc họp là cứng thôi. Chúng ta vào lệnh này là yêu cầu của nhóm giáo viên này nhé. Vào trước thì ở đây chúng ta thấy là nó có 2 cái ở trên là các nhất chung, chúng ta có thể bỏ qua, còn ở dưới là các cái thủ tính riêng. Và chúng ta có những từ nhóm 1, nhóm văn này, nhóm toán, nhóm sử, nhóm điện này. Thì ở lệnh này thì tôi khuyên chúng ta chỉ nên dùng để gán cái họp thôi. Họp thôi nhé. Họp thôi, còn chúng ta có thể bỏ qua.
hoặc chúng ta có thể ăn thêm là cho phép là cái tổ văn này là cho phép là một tuần có một ngày nghỉ, ví dụ như vậy nhé. Rồi thì ở đây nhé, ở đây là cái chỗ chúng ta gán cái thuộc tính cái ràng buộc cho từng ô một trong các biểu, và sáng riêng đây, sáng riêng, chiều riêng nhé, sáng riêng. Ví dụ tổ văn sẽ thứ nhất là sẽ họp, tất cả tổ văn sẽ họp vào tiết một ngày thứ năm buổi sáng. Đây này, chúng ta làm như sau, chúng ta kích đúc vào đây, hoặc là kích đúc hoặc là chuột phải cũng được, kích đúc và chọn là họp. Đó, ở đây nó có như ràng buộc như là hạn chế nghỉ, họp, bận và rỗi. Thì trong ràng buộc này, tất cả các ràng buộc khác đều là ràng buộc mềm hết, riêng họp ràng buộc cứng nhé, họp ràng buộc cứng. Bấm vào đây. Đây, họp. Đó, như vậy là tất cả giáo viên ở trong tổ văn đã được gán là họp vào tiết 5, tiết buộc ngày thứ 5 là đề ràng buộc cứng nhé. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ chọn tiết là môn toán. Giả sử môn toán là trường chúng ta quyết định là họp vào buổi chiều. Họp buổi chiều. Vào tiết 5 thứ 6 hàng tuần. Ta bấm vào buổi chiều. Và vào chọn tiết 5 thứ 6 đây. Tiết 5 thứ 6 đây. Kích đúc, chọn là họp. Đó. Như vậy là toàn bộ cái môn toán này, giáo viên toán sẽ được họp vào tiết 5 ngày thứ 6. Người chú ý nhé. Đó, các bạn chú ý. Thì cái lệnh mà nhập cái khổ nhóm viên chỉ này thôi, chúng ta không nên vào chỗ khác và bấm kết thúc. Kết thúc. Rồi, thì bây giờ chúng ta sang phần chính của cái bước 2 này là nhập yêu cầu giáo viên, chỉ lệnh này này, to to này. Nhé. Đây là lệnh chúng ta sẽ được phép là nhập ràng buộc cho từng giáo viên một đây, từng giáo viên một đây. Từng giáo viên một nhé. Và nó có nhiều chức năng hơn. Thì tôi nói luôn, là chúng ta không nên gán nhiều quá nhiều ràng buộc giáo viên cho tất cả các giáo viên trong nhà trường, chỉ gán cho một vài người thân của chúng ta thôi. Vì các bạn sẽ thấy đấy, chúng ta càng gán nhiều thì phần mềm phá vỡ càng nhiều. Thì phần mềm là nó cho phép khi chăm nó sẽ phá vỡ cái ràng buộc này, khi mà nó không sức ổn nó sẽ phá vỡ, mà nó càng bị nhiều thì chúng ta càng gán nhiều thì nó càng phá vỡ nhiều. Chúng ta gán ít thôi thì nó phá vỡ ít, cho chúng ta gán ít thôi. Nhé. Thì ở trên này là những cái ràng buộc chung cho giáo viên này. Ví dụ như là thời gian chờ dậy lớn nhất trong một buổi là bao nhiêu thì làm mới định là một tiết. Tức là cho phép chúng ta là nghỉ một tiết học ở trong hàng ngày ở trên lớp. Nhé. Còn nếu chúng ta mà để không ấy thì nó cứng lắm, để không rất dễ bị phá vỡ. Vì để không tức là học chúng ta vẫn yêu cầu dạy liên tục. Nhé. Đó. Còn điểm 5 thì là vô tư, điểm 3 thì là mặc định thì là quá lớn rồi nhé. Là dạy tiết một, sau đó để nghỉ tiết 3 4 5 nghỉ 3 2 3 4 nghỉ tiết 5 không nóng gì rồi nhé. Chúng ta thông thường là định là 1 là hợp lý. Rồi. Ở đây có thêm một thông tin nữa là số môn học tối đa trong một buổi. Trong một buổi giáo viên cấp 2 không thể dạy quá 5 môn học, thông thường để hạn chế lại là 2 môn thôi. Thậm chí là 1 môn thôi. Nhé, có thể hạn chế lại. Như là tôi giáo viên thông vật, tôi dạy cả sử cả địa, thì một buổi học tôi chỉ dạy một môn thôi, dạy hai môn là mất công làm hai lần giáo án là mất công. Ví dụ tôi lấy ví dụ như vậy, để hai là hợp lý nhé. Rồi, không biết đây có không phải ở chỗ này chứ, ở đây chứ, đến đây để hai là hợp lý nhé. Đây ràng buộc là không dạy liên tục qua trưa nhé. Rồi, cứ chúng ta bỏ qua đi. Còn ở đây là những ràng buộc về từng buổi sáng chiều. Ví dụ buổi sáng tôi đặt ra điều kiện là xin phép dạy từ tiết 2 đến tiết 5 để giáo viên này xin phép là nghỉ tiết 1 để gì? Để đón con đi học. Đó, đưa con đi học. Thì cái lệnh này nó tương đương chúng ta nhập tiết tiết 1 là nghỉ hết, để bấm cái nút vào đây, chọn là nghỉ hay là hạn chế hay là nghỉ. Ở đây là học rồi, giáo viên này là trong giáo viên anh này là nằm trong tổ văn học ở đây rồi nhé. Nghỉ, xin phép nghỉ thứ một, ví dụ như vậy. Đó, có thể giáo viên đó xin nghỉ thêm là thứ sáu nữa, bấm vào đây xin phép được nghỉ thứ sáu nhé. Đó. Những ràng buộc này là những ràng buộc, đây là những ràng buộc mềm, hoặc có thể cụ thể mô tả để có thể chỉ dạy các ngày, xin phép chỉ dạy thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ bảy, sáu được nghỉ, xin phép nghỉ.
thì những ràng buộc này này là ràng buộc, là ràng buộc mềm hết nhé, phần mềm cho phép là phá vỡ. Chúng ta chú ý là chúng ta có thể gán cái ràng buộc này cho từng giáo viên một, nhưng mà tôi nhắc lại gán ít thôi, không gán nhiều. Và nữa tôi nói là khi nào thì phần mềm là thỏa mãn cái ràng buộc này, khi nào thì không. Đó, khi chúng ta xếp tay, khi chúng ta xếp tự động đại trà thì nó thỏa mãn. Nhưng khi vào lúc kịch tính, những lúc mà phần mềm cần phải xếp bằng được ấy, phần mềm sẽ phá vỡ những ràng buộc này. Nhưng mà riêng họp lại là cứng nhé, riêng họp là cứng nhưng cường không thay đổi, riêng họp là cứng, được chưa? Rồi, nhưng mà chúng ta đã xong cái phần là nhập cái phân công, nhập yêu cầu của từng giáo viên, và như vậy chúng ta xong bước số 2. Thời gian ít quá nhé, xong bước số 2, bây giờ chúng ta sang bước số 3. Sang bước thầy số 3. Ơi, thầy cho em hỏi một chút ạ. Ừ, hỏi đi. Ở trường em có rất nhiều giáo viên hợp đồng ạ. Vì vậy là có những giáo viên chỉ đi dạy được thứ tư và chỉ đi dạy được sáng thứ sáu. Thì khi đấy tất cả các buổi còn lại em phải cho chữ họp đúng không ạ? Đúng thế, đúng thế. Những trường hợp bất khả kháng đành phải chịu. Những trường hợp bất khả kháng chúng ta từ đó là không ở bên ngoài, chúng ta không thể khác. Chúng ta đặt họp lại thì nó để lại trống là nó phải dạy. Họp là ràng buộc cứng, chính xác, và nó đúng ý, chính xác đấy. Nhưng mà đừng hợp đồng nhiều quá nhá. Trường mình mà con có 10 giáo viên lại 20 giáo viên hợp đồng thì chết đấy, không xếp vào đâu, thì chỉ một vài người thì được. Dạ nhé. Đúng rồi ạ, trường em có khoảng 10 giáo viên hợp đồng như vậy ạ. Ôi giời, cứ kinh 10 giáo viên là hơi bị kinh đấy, là hơi bị khủng đấy, hơi bị quá nhiều, nó khó đấy. Tức là chúng ta đặt ràng buộc càng nhiều thì xếp càng khó, mà xếp càng khó thì nó sẽ càng phá vỡ. Nó sao vỡ các cái ràng buộc ở bên trong nhá. Rồi, đi tới sang cái phần này. Thầy ơi, cho em hỏi một câu nữa ạ. Hỏi đi. Là ở phía trường em là liên cấp, vì vậy là sẽ phải đợi lịch của bên tiếng Anh xếp xong thì các môn khác mới được chèn vào ạ. Có nghĩa là lịch tiếng Anh được xếp trước và lịch các môn khác chèn vào, thì khi đấy em sẽ xếp như nào ạ? Em sẽ xếp trước môn tiếng Anh. Vâng ạ. Sau đó chúng ta sang lệnh xếp đại trà sau nhá, xếp hết xếp vừa. Chúng ta được quyền xếp trước quân học mà nhé. Tôi hiểu không? Em hỏi trước ạ. Em thưa thầy, như trường của em ấy là 8 người đi học vào thứ bảy ạ, thì em vẫn xếp bình thường như thầy nhỉ? Đúng thế, bình thường. Thôi nhé, bây giờ câu hỏi đó là để sau đi, bây giờ hỏi đó thì mất thời gian lắm. Bây giờ tôi chưa nói xong mà đang nói đến cái phần vẫn là nhập. Đang nói sang cái phần dạy, phần xếp đâu. Thế này vẫn đang nói là cái phần là nhập dữ liệu. Còn sang bước thứ 6 mới là bước thứ 5, thứ 6 mới là cái phần xếp tay công việc. Nhá, để chúng ta không có thời gian, tôi nói tiếp nhé. Để chúng ta không có thời gian nhiều nữa. Bước số 3 là bước chúng ta sẽ nhập cái bảng phân công chuyên môn cho toàn trường. Bước này là bước, chắc lại là bước làm rất cẩn thận, rất là dễ nhầm lẫn. Mặc dù là nó đơn giản thôi, nhưng mà rất là dễ nhầm lẫn, rất dễ sai sót. Sai sót tức là nhập thiếu, không đủ, nhập nhầm. Ví dụ như là lớp này là một tuần là 5 tiết văn, chúng ta nhập nhầm là có 4 tiết thôi. Hay nhập nhầm của giáo viên, là như lớp 7A môn văn là ông A dạy, chúng ta nhập nhầm là ông B dạy, như vậy là ta sai. Mà cái sai đó là, và nhiều khi chúng ta cứ mải miết nhập mà quên không để ý là rất dễ nhầm lẫn, vô cùng dễ nhầm lẫn. Chứ chúng ta phải, cái này chúng ta phải nhập xong, chúng ta phải rà soát lại cẩn thận từng lớp một nhé, chúng ta chú ý. Rồi, đây là có một lệnh thôi. Thì chúng ta sẽ nhập ràng buộc này, cái phân công này cho sáng riêng và chiều riêng, nhưng lại chúng ta không nhập chung mà nhập riêng cho từng giáo viên, cho từng buổi sáng chiều. Đây, chúng ta vào thực đơn dữ liệu có lệnh này. Đây là cái lệnh là nhập công chuyên môn cho toàn trường và sáng riêng chiều riêng. Chúng ta chú ý nhé. Còn lệnh này nhỏ này là lệnh là chúng ta vào cái lệnh này để nhập chung cho sáng chiều chung cho những lớp cả sáng cả chiều. Nhưng mà tôi khuyên chúng ta không dùng lệnh này, vì nó rất dễ gây nhầm lẫn và rất dễ gây ra cái sai lầm, sai sót, cho nên là khuyên dùng lệnh này nhé các bạn, chú ý nhé. Chúng ta các bạn ghi vào đi, không nên lại quên nữa là chúng ta lại mải lại nhập vào đây thì là chết nhé. Ở đây thôi, này nhé. Thì lệnh này chúng ta thấy như sau, bấm vào đây, nó ra cái như thế này. Đây là tôi hiểu biết rồi hay chưa, ta đây chiều dài đây có trái, nó có thể là hàng trăm giáo viên dài dạng ra vào chiều ngang, là toàn bộ các lớp các môn học của nhà trường nó dài như này, họ dài rất là phức tạp, thấy không ạ?
cho nên chúng ta lại nhặt cái bảng là bảng rất lớn và rất là dễ sai sót, dễ sai sót. Và chúng ta chú ý như sau này nhé. Đây tôi mô tả này, chúng ta sẽ nhập cái bảng này này, chúng ta sẽ nhập bảng này. Thứ nhất là nhập sáng riêng chiều riêng, đây là đang là nút sáng, bấm đây là buổi chiều, bấm vào đây là sáng, nhưng bấm đây đấm đây là buổi chiều. Ta chú ý nhé. Rồi sáng riêng chiều riêng, và khi nhập thì chúng ta sẽ nhập theo từng tổ trong bộ môn đó. Và các bạn học xong nhé, các bạn nháy đúp vào đây, nháy đúp vào đây và chọn là chọn nhóm giáo viên, chúng ta bấm vào đây và chúng ta chọn cái nhóm tổ mà chúng ta muốn nhập. Nhập theo từng tổ nhóm thì nó rất là gọn, nhỏ gọn, đơn giản và dễ kiểm soát. Bấm vào đây đấy, bạn thấy không, hiện ra trên màn hình chỉ là hai môn là môn sinh học, môn sinh hoạt và môn văn thôi, và nó rất là rõ ràng như thế này, và chúng ta thấy rất rõ nó chỉ hiện những khối học sáng và chiều ở đây thôi, các bạn thấy không nào đó. Và chúng ta chú ý nhé, và bây giờ chúng ta sẽ nhập riêng cho tổ văn thôi. Thì nhập một tổ như vậy nó rất là dễ quan sát, rất là dễ điều chỉnh, các bạn thấy chưa nào nhé. Rồi bây giờ tôi mô tả cái lệnh này nhé. Thì sinh hoạt là cái môn chủ nhiệm thì chúng ta cứ thông công chúng ta làm thôi. Thì lần hai là chúng ta sẽ bấm chuột phải cái ô đó, như giả sử Vũ Việt Anh là câu chủ nhiệm lớp 6A, chúng ta sẽ bấm chuột phải vào đây, vào ô này này đó, và bấm nút chọn lớp. Rồi và chúng ta sẽ chọn lớp học mà muốn cho thư công giáo viên Việt Anh này dạy môn sinh hoạt, bấm nút 6A, bấm nút kết thúc. Đó, nó hiện lên ở đây nhé. Giả sử là Vũ Bình là được phân công là chủ nhiệm lớp 8A, bấm chuột phải ở đây chọn lớp 8A. Giả sử là Hà Hai là chủ nhiệm lớp 9B, bấm vào đây chọn lớp 9B. Đó, các bạn thấy chưa nào? Mỗi người chỉ dạy một lớp thôi nhé, đó một lớp thôi, và là mặc định của nó là một tiết thì hiểu rồi. Biệt sang đến văn này, thì một người có thể dạy nhiều lớp ở nhiều khối khác nhau. Chúng ta bấm chọn thôi, bấm vào đây là chọn này. Đó, chọn ví dụ là cái dạy ông Việt Anh dạy hai lớp 6A, 6B nhé, và dạy thêm hai lớp 8 nữa, ví dụ hai lớp 8, tấm B, tấm C. Giả sử Vũ Bình dạy lớp phân công dạy lớp 6C, ví dụ thế nhé, và dạy là ba lớp 9, ví dụ như vậy. Còn kia Hà Hai là hết rồi, hết là dạy hai lớp 8, dạy một lớp 8 và dạy hai lớp 9, ví dụ như thế nhé. Đó, dạy một lớp 9. Chưa? Đó. Thì các bạn chú ý nhá. Đó. Thì đây nhé các bạn chú ý nhá. Thì ở đây này. Ở đây các bạn chú ý nhá, khi mà có thấy cái khối số 6 được. Khối 6 là 6 tiết này, khối 8 là 4 tiết này, khối 9 là 4 tiết. Đây là cái số tiết chuẩn. Số tiết chuẩn mà phần mềm nó mặc định sẵn. Chúng ta có thể chỉnh sửa cái số tiết chuẩn ở bên ngoài hoặc ngay ở đây cũng được nhé. Nhưng mà khi mà đây này, khi mà số tiết chuẩn của lớp 6 là 6 tiết, thì khi chúng ta nhập Việt Anh là lớp 6A thì mặc định phần mềm gán 6A, nên là Việt Anh sẽ dạy lớp 6A là 6 tiết văn một tuần lễ. Được chưa? Bây giờ giả sử là 6A không phải là 6 tiết, 6A là 5 tiết cơ. Thì làm thế nào? Thì làm như sau. Chúng ta có thể chỉnh sửa vào đây từng lớp một vô tư. Làm như sau nhé, các bạn chú ý có thể ghi vào đi. Chúng ta nháy đúp vào đây thì xuất hiện con trỏ soạn thảo, và chúng ta có thể di chuyển con trỏ soạn thảo ở đây và chúng ta để vào sau số 6A, chúng ta mở ngoặc ra, chúng ta gõ số 5. Đó, và enter. Đồng ý để chuyển. Đấy, như vậy là có thấy không nào? Như vậy là 6A là 5 tiết. Vì sao 6A là 5, 6B là không có gì? Vì 6B không có gì là hiểu là là số tiết là bằng số tiết là 6 ở trên này, chứ không được ghi số 6 nữa. Ta sửa bây giờ 6C là được phân công dạy là 4 tiết thôi. Ta làm như vậy, ta tiếp tục vào đây và ta sửa số 4 ở đây nhé. Đấy, máy nó sẽ báo là mọi phân công lại không. Đấy. Như vậy đây là cùng là môn văn cả, thì là lớp 6A được phân công dạy 5 tiết, 6B là 6 tiết bằng định ở đây, còn 6C là 4 tiết. Được chưa? Được rồi, bây giờ giả sử nhé. Bây giờ giả sử là đầu năm đây, nhưng mà đầu năm thì ngoan. Ở trên phòng còn lại đưa xuống một cái lệnh là gì? Là năm nay chúng ta sẽ sửa lại là khối 6 chỉ học 4 tiết thôi. Ví dụ nhé.
thì chúng ta ở đây chúng ta có, chúng ta sửa ở đây được cái số tiết chuẩn cuối là 6 như sau. Chúng ta để câu trò chuyện ở đây này, ở dòng dòng tiền nhé, bấm chuột phải và chọn cái lệnh là thay đổi số tiết mặc định, được chưa? Và ở đây chúng ta có cái lệnh là đây là 6 này, chuẩn của cuối lớp là 6 là 6, chúng ta có thể sửa đây là 4 theo lệnh của trên. Thì ở đây nó có hai cái lựa chọn, một là các lớp đã nhập trong khối thay đổi theo, hoặc là giữ nguyên số tiết các lớp đã nhập. Chúng ta tự chọn nhé, bây giờ 4 chọn là giữ nguyên này, kết thúc. Đấy, có thấy không nào? Bây giờ nhé, bây giờ 6C là 4 tiết, như vậy là trùng ở đây, như vậy là không hiện 4 nữa. Còn số 6A vẫn là 5 tiết, 6B là 6 tiết, thế không nào? Đó, bây giờ chúng ta có thể sửa được cái này. Như vậy, cho nên chúng ta chú ý là gì? Chúng ta hoàn toàn có thể là can thiệp vào chỉnh sửa lại số tiết của từng môn học, từng lớp một, mà không phụ thuộc vào số tiết mặc định, số tiết không phụ thuộc vào các loại số tiết chuẩn của khối, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được. Được thế nào? Và chúng ta làm lượt như vậy theo từng lớp và từng giáo viên, từng nhóm một. Khi làm xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại. Người đã hiểu chưa? Thì xong bước 3 sẽ sang bước số 4 là bước là chuẩn bị xếp 100%. Rồi thì chơi. Sao? Ví dụ bên tiểu học là bây giờ thường là học 2 buổi, sáng 4 chiều 3 thì xếp như nào, thầy cho một ví dụ đúng thầy. Đây ví dụ nhá, đây là bây giờ khối 8 nhá. Khối 8 bên tiểu học. Bên tiểu học là thầy ạ, từ 1 đến 5 á. Thì tôi tương tự, nhưng mà hôm nay ở trường này tôi đang ra ví dụ là khối 6 là học sáng, khối 8 là học cả ngày này. Khối 8 cả ngày này, chiều hay không cả khối 8 này nhá. Chiều hôm qua 8 này bây tôi chọn lại là buổi chiều nhá. Buổi chiều môn văn đây là môn văn đây. Đó, môn văn đây này. Chiều nhá. Bây giờ sửa nhá. Bên này giả sử nhá là văn là 8 tiết đúng không nào? Giả sử là khối sáng là phân công khối sáng là 2 tiết, chiều là sáng là 3, chiều là 1 nhá. Ví dụ thế nhá. Ví dụ nhá. Thì làm như sau này, thì anh này. Đây, thì anh tôi chọn lớp, tôi chọn lớp 8A này. Đó. Và tôi sửa ở đây là 1. Được chưa? Như vậy là buổi chiều lớp 8A là 1 tiết, và buổi sáng đây, buổi sáng tôi chọn lại cái lớp chọn lại cái nhóm giáo viên là một là văn nhá. Đây này. 8A rồi. 8A này, 8A đây là 4 rồi, tôi sửa lại 8A đây là 3 tiết. Lấy dụ. Như vậy là lớp 8B và 8C là buổi sáng là 4 tiết, chiều là không học văn, nhưng mà lớp 8C, 8A là buổi sáng là 3 tiết và chiều là mấy tiết? Chiều là 2 tiết, thì chúng ta biết khác nhau. Thậm chí là buổi sáng là Hà 2 dạy, buổi chiều là Việt Anh dạy. Tôi có thể để một người hai người được. Phần mềm sẽ điều khiển hai sáng chiều là độc lập với nhau, cho nên là thậm chí là một môn học toán sáng là ông A dạy, B là ông chiều là ông B dạy, là không sao cả. Người đã hiểu chưa? Học cùng một người dạy hoặc là hai người khác nhau dạy thì phần mềm điều khiển khác nhau mà. Được chưa? Như vậy chúng ta là nhập cẩn thận chi tiết từng lớp một, từng môn một, và nhập cho toàn trường. Khi chúng ta nhập xong rồi, chúng ta phải kiểm tra lại một lần nữa thì mới yên tâm. Thì kiểm tra là ở đâu? Có rất nhiều chỗ để kiểm tra. Thông thường theo tôi, chúng ta kiểm tra ở đây này. Chúng ta vào cái chỗ này này. Chúng ta vào cái chỗ là nhập theo lớp để chúng ta kiểm tra xem là nhập như vậy đã chính xác chưa. Đây là nó ít quá. Bây giờ tôi sẽ đóng lại, tôi sẽ mở một file khác ra để chúng ta kiểm tra nhé. Để tôi đóng lại. Tôi sẽ mở một file mẫu ra để chúng ta kiểm tra. Đây, tôi mở một cái file này. Chúng ta làm kiểm tra. Đây, cái file này là file mà của một trường Mạc Đĩnh Chi Hà Nội. Đây, trường này đã nhập xong rồi. Chọn xem đây. Nhập xong toàn trường rồi. Toàn trường đây rồi nhé, buổi sáng đây nhé. Và bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem. Nhiều đây thấy rất đông này, người ta nhìn rất là khó nhìn. Ở đây, nhìn vào đây rất là khó kiểm soát. Có thấy không nào? Rất là khó kiểm soát. Thì chúng ta vào đây là chúng ta sẽ vào nhập theo lớp. Và chúng ta quan sát. Đó, nhớ là khối 7 này. Khối 7 ở đây là 27 tiết. 427 là 27 tiết nhé. Đó, kiểm tra xem đúng hay chưa. Chúng ta có thể nhấn nút vào đây thì chúng ta kiểm tra lần nữa. Đó. Lớp 7C đây, xem là giáo viên phân công đúng chưa nào. Đây là chủ nhiệm là Ý này, Lý là Hương này, kỹ thuật công nghiệp là Hạnh này, toán là Hương là Phương này. Chúng ta xem lại từng người một, tổng số là 27 tiết là chính xác chưa của từng lớp một. Được chưa ạ? Khối 8 ở đây là 28 tiết. Ta chuẩn chưa? Ta sửa tất cả 28 tiết. Tự nhiên đùng phát lớp 8B đùng ra là 29 tiết. Vậy là 8B chắc là sai rồi. Là bị xếp thừa mà tiết ở đâu rồi. Khối 9 là 27 tiết.
đúng không nào? Thế đây là màn hình là chúng ta nhập theo lớp, nhưng mà có ý nghĩa là chúng ta có thể quan sát và có thể biết ngay được là đã nhập đúng hay chưa. Đó. Còn chúng ta có thể vào sâu hơn, chúng ta có xem từng lớp một, được chưa? Và chúng ta có thể tinh chỉnh ngay tại chỗ. Ví dụ lớp 8A này là 29 tiết. Đây này, chúng ta vào đây, chúng ta có thể tinh chỉnh, giảm. Bấm vào đây ta giảm tiết đi, bấm đây ta giảm tiết đi ở đây. Đó. Chọn tiết giảm hơn này. Đó. Nhé, thì các bạn chú ý nhé. Đây như vậy là chúng ta có thể vào các lệnh khác nhau để chúng ta có thể quan sát và tinh chỉnh và tinh chỉnh cái phương pháp chuyên môn. Như vậy là cái bước số 3 là cái bước rất quan trọng, chúng ta phải nhập chính xác, dù là nhập đơn giản thôi nhưng mà là chúng ta phải nhập chính xác và không được phép sai. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ nói sang bước thứ tư, là bước rất quan trọng. Đây, bước thứ tư là cái bước như sau. Là cái bước mà là chuẩn bị để ta chuẩn bị để xếp 100% thì sao? Chuẩn bị để xếp 100% thì có biểu. Đấy, bước là chuẩn bị xếp thì có biểu. Nhá, là bước thứ tư là các bước chuẩn bị xếp thì có biểu. Bước này là bước mà tôi quan sát và rất nhiều trường làm sai là không đúng ở cái bước này. Nhá. Là không đúng, cho nên là nó bị sang bước 5 khi tôi bấm nó bị báo lỗi, nó báo là không xếp được 100%. Nó xếp nó báo là không đủ tiết dạy, phân công dạy quá nhiều, rất nhiều các cái thông tin khác nhau mà cái giáo viên đó là cứ u hết cả tai, không hiểu cái gì cả. Do là cái bước 4 này làm không chuẩn. Nhá, các bạn chú ý nhá. Hey. Các bạn nên ghi vào đi, bây giờ bước 4 này các bạn nên ghi chép lại là làm những gì phải chuẩn bị những gì. Vì rất nhiều giáo viên. Thầy ơi, cho em hỏi. Sao? Hỏi đi. Phân công giảng dạy ấy. Thì là của em, ví dụ như là môn âm nhạc của em học kỳ 1 và mỹ thuật học kỳ 2 thì em làm nào ạ? Chả sao cả. Học kỳ 1 thì em để là chữ là âm nhạc. Thì học kỳ 2 em sửa chữ âm nhạc thành chữ mỹ thuật. Được chưa? Chả nhiều gì cả. Hoặc thế em... là đổi tên môn ạ? Hoặc thế, hoặc em thêm môn mới. Là có 2 môn này là môn âm nhạc, môn mỹ thuật. Học kỳ 1 thì xếp trên môn âm nhạc, học kỳ 2 xếp trên môn mỹ thuật, chả sao cả. Mình xếp môn nào thì nó mình phân công môn nào thì nó sẽ xếp theo biểu môn đó, không phân công thì thôi. Em hiểu chưa? Vâng ạ. Em phân công môn nào thì nó xếp môn đó, không phân công thì nó sẽ bỏ qua và nó không xếp gì cả, coi như không học môn đó. Ở trường mình nó có phải là bây giờ là cái môn hóa là có phải là 6 lớp 7 có học môn hóa đâu, vẫn có môn hóa trong nhà trường. Hiểu không nào? Đó, thì là vâng, cấp 2 là chỉ học hóa lớp 9, 8, 9 thôi. Còn lớp 6 là có môn hóa, sau không phân công thì lớp 6 không là không có môn hóa. Được chưa? Nhá. Như vậy là có môn nào, phân công môn nào thì xếp môn đó, không phân công thì thôi. Em tạo ra 2 môn nên là môn âm nhạc, môn mỹ thuật. Học kỳ 1 thì xếp, phân công cho môn âm nhạc thôi. Thì nó chỉ phần mềm sẽ xếp cho môn âm nhạc. Học kỳ 2, không phân công âm nhạc, xếp phân công môn mỹ thuật. Thì nó xếp cho môn mỹ thuật. Thầy cho em hỏi một câu nữa được không ạ? Được. Ví dụ trường em khối chỉ có khối 6, học kỳ 1 chỉ có khối 6, khối 7, khối 8 học môn họa và khối 9 không học. Thì sao? Đâu rồi? Băng ra rồi à? Đâu rồi? Vâng ạ, thầy ơi, ví dụ ở trường em chỉ 6, 7, 8 học môn họa, lớp 9 không học thì xếp thế nào thầy? Có gì đâu, thì cũng giống như là môn hóa. Chỉ có 8 chỗ, 8, 9 học thôi, 6, 7 không học thì sao? Vâng ạ. Là em phân công cho ai thì phân công cho ai dạy thì nó dạy môn đó thôi. Vâng ạ. Hiểu không nào? Nhá, có gì đâu mà mày. Đơn giản mà, nhá. Rồi, thế bây giờ ta sang cái bước bước thứ tư. Tôi nhớ lại một nữa là bước các bạn nên giấy bút ra ghi chép lại bước thứ tư này. Rất quan trọng vì chúng ta chỉ cần làm sai một ly là đi một dặm ở cái bước số 4 này. Và sẽ bước số 4 này sẽ khi ta làm sai nó sẽ lúng túng và sẽ không thể sang nổi cái bước 5. Bước số 5 là nhắc lại, bước thứ 5 là bước là bấm một nút và xếp xong tờ có biểu. Coi như hoàn thiện tờ có biểu. Chứ cái bước 4 này là bước quan trọng. Rồi, ta mô tả nhé. Bước 4 sẽ chia làm hai, tôi chỉ có 2 slide thôi. Là slide 1 gọi là bước 4A đi, là xếp tiết chào cờ, xếp tiết không học. Và cái slide số 2 là xếp tiết sinh hoạt,
và tiết giáo viên chủ nhiệm. Đó, nó có bốn lệnh, ở bộ 4 nó có bốn lệnh và nó nằm ở trên cùng một lệnh của phần mềm, thì có việc phần mềm của chúng tôi cũng được cùng đúng một lệnh thôi và chúng ta sẽ làm theo chính xác cái đó nhé. Rồi, thế thì bước 1A là bước thứ nhất, bước 4A đi, là trực tiếp chào cờ cái không học, vì chúng ta sẽ hình dung chào cờ là cái gì. Nhắc lại nhé, chào cờ là một tiết đặc biệt, thì có biểu không phải là môn học. Rất nhiều, một số trường học đã nhầm lẫn khi mà đã đặt cái môn học vào chào cờ, không phải. Môn học chào cờ không phải là môn học. Chào cờ là cái, không phải là cái môn học mà cần phải giáo án, cần giáo viên nào mà dạy cả, là cái tiết mà toàn trường cùng lúc là chào cờ, toàn trường xuống sân trường và họp và ở dưới sân trường nhé. Thì chúng ta sẽ đặt một lệnh là đặt chào cờ cho toàn trường luôn, chứ là toàn bộ buổi sáng là tiết mục, thứ hai là toàn trường là chào cờ, và buổi chiều là toàn trường là tiết tăng thứ bảy là chào cờ. Thì khi mà trong kết thúc có tiết chào cờ ấy, thì trên giáo biểu sẽ ghi là chào cờ, khi chào cờ, và khi chào cờ rồi thì không xếp được tiết khác vào đó nữa nhé. Đó, nhưng mà chào cờ chỉ đặt đúng một lần thôi, đúng một lần thôi nhé. Không học là gì? Không học là cái tiết được xếp vào lớp nào thì lớp đó không học ở chỗ đó. Thì không học là cái tiết, là cái tiết dùng để tạo khuôn, tức là để cho học sinh ra về cùng một lúc. Ví dụ là khối 7 của chúng ta là có 27 tiết, chúng ta xem ở đây nhé. Khối 7 là 27 tiết, cộng một chào cờ là 28. Vậy suy ra là trong một tuần là 30 tiết. Vậy lớp 7 sẽ có 2 tiết rỗng. Khối 7 có 2 tiết rỗng. Như vậy là 2 tiết rỗng đó phải là đặt không học ở đó cho học sinh đi về. Và tức là không học vào tiết 5 ngày thứ 4, tiết 5 ngày thứ 5 nhỉ? Cho học sinh là toàn bộ khối 7 là về, sẽ về nhà vào tiết 5 ngày thứ 6. Thì đó là tiết không học. Người đã hiểu chưa? Như vậy là các bạn chú ý công thức này. Số tiết được phân công cộng chào cờ cộng không học bằng đúng 30. Nếu mà các bạn đặt vượt lên 30 là lỗi. Rất nhiều trường, rất nhiều giáo viên đã nói với tôi là thầy ơi, sao lại không được. Và tôi bảo các bạn vào đếm thử xem đúng không, các bạn không chịu đếm. Tôi bảo tôi đếm ngay, nhìn thấy ngay này, số tiết, tổng số tiết là 27 này, chào cờ 128 này, không học là 3, tổng lại là 31, như vậy là sai. Phải là 30 nhé. Tổng số, các bạn ghi vào đi, tổng số tiết được phân công của một khối học cộng chào cờ, cộng không học phải là 30 tiết. Thì nó thì ta mới xếp được chậm được chọn mẹn cái biểu đó. Nếu mà cộng vào mà lớn 30 thì là sai, thì sẽ không thể xếp được. Đấy nhé, các bạn chú ý nhá, chỗ này chỗ rất nhiều trường bị sai chỗ này. Thì lệnh này là lệnh rất đơn giản, người ta vào xem thử nhá. Chúng ta nhớ lại cái trường này, ta xem lại những trường, chúng ta cho nhớ lại nhá. Đây trường chúng ta này, ta xem lại một ví dụ thôi. Đây khối bảy nhá, khối bảy là 27 tiết cộng một là 28. Vậy suy ra là khối 7 có 2 tiết không học. Bạn nhớ cho tôi nha. Khối 8 là 28 tiết cộng 1 là 29. Vậy khối 8 có 1 tiết không học. Đó, chúng ta đặt chính xác nhé. Khối 9 27 tiết. Vậy suy ra là cộng 1 là 28. Vậy khối 9 có 2 tiết không học. Được chưa nào? Tổng đặt chính xác như vậy, nhưng đặt sai một ly thôi là sẽ không làm được nữa. Rồi, bây giờ tôi mô tả lại nó này. Nó lệnh này là chỉ một lệnh thôi, là chúng ta vào lệnh chính. Chúng ta ghi về lệnh chính, và lệnh là xếp trước môn học này nhá. Đây là lệnh là xếp trước môn học, là cái lệnh mà ở bước số 4 ấy, bước số 4 của chúng ta đấy. Đấy. Thì đây, chào cờ này, không học này, hai cái này. Chúng ta làm luôn nhé, bấm nút chào cờ trước đây, chào cờ đi. Và chọn này, toàn bộ khối sáng của chúng ta chào cờ là tiết 1 ngày thứ 2, làm sao sáng trước khối trường làm sau nhé. Đúng rồi đây. Như vậy là xếp tiết 1 ngày thứ 2 là toàn trường là chào cờ. Được chưa? Chào cờ. Nút thứ nhất. Chào cờ đây bỏ qua, đây mặc định đây là chào cờ là toàn trường nhé. Bấm nút thực hiện. Xong. Vậy phần mình đang gắn cho tất cả các lớp của chúng ta là buổi sáng là chào cờ tiết 1 ngày thứ 2. Rồi, điều chúng ta sang là học không học. Đúng rồi đây. Thì chúng ta nhớ nhé, là không học là phải làm riêng cho khối 7, khối 8, khối 9 riêng. Chúng ta chú ý nhé. Ở trường này có 6 buổi chiều, chúng ta không tính. 7 là học sáng, 8 buổi sáng, 9 buổi sáng. Rồi. Chúng ta bấm đây chọn khối lớp. Đó, chúng ta nhớ nhé, chọn khối 7 trước đây. Khối 7. Khối 7 là có 2 tiết không học. Tôi là người sẽ điện thừa thủ định lớp 6, lớp 7, lớp 7 sẽ về nhà mà tiết 5 ngày thứ 4 và tiết 5 ngày thứ 5. Như vậy đây là 2 tiết không học sẽ được gán cho tất cả các lớp học của khối 7.
Thứ bảy có 2 tiết, được chưa? Rồi bấm nút thực hiện. Thứ bảy đây nhé, đây này. Thực hiện, xong, thứ bảy. Xong rồi. Bây giờ sẽ sang khối 8. Chọn khối 8, chúng ta nhớ lại khối 8. Khối 8 chỉ có 1 tiết không học thôi, các bạn nhớ lại nhé. Ở trường này nếu khối 8 là số tiết của phân công là 28, cộng 1 cho cần 29, cộng 1 không học là 30 là tròn. Chúng ta cho khối 8, toàn bộ khối 8 về vào thứ 5 ngày, tiết 5 ngày thứ 6. Tùy, đây là tùy chúng ta nhé, chúng ta hoàn toàn chủ động. Bấm nút thực hiện. Rồi, xong. Sang khối 9. Khối 9 là 27 tiết, như vậy là có 1 chọc cờ, như vậy là 2 tiết cùng học, ta chọn khối 9. Đây. Khối 9 sẽ về vào ngày thứ 5 và thứ 6. Đây. Ví dụ nhé, thực hiện. Đó. Xong. Như vậy chúng ta đã xong được cái bước 4A là nhập tiết chọc cờ và khung học, và chúng ta có thể quan sát trên cái biểu đây để chúng ta vào khung nhìn cho quan sát toàn trường đấy nhá. Đó, toàn trường cái này. Đây này. Như vậy là thứ bảy này, thứ bảy là về ngày tiết 5 ngày thứ tư và ngày thứ năm, có thể không nào? Để khung học nhé. Cái này này. Khối 8 đây nhá. Khối 8 sẽ về vào ngày tiết 5 ngày thứ sáu, và khối 9 sẽ về vào ngày tiết 5 ngày thứ tư và ngày thứ sáu. Chị sát chưa, sát chưa nào? Có thấy không nào? Đó. Nhé. Đó thì đây là cái màn hình là chúng ta có thể quan sát được cái thầy cô biểu và quan sát toàn trường. Còn đây là cái màn hình xem cho từng lớp một. Đây là khối 7 nhé. Đây, học đây này. 7A đây này. 7B nhé. 7C nhé. 7D nhé. 8A nhé. 8B nhé. 8C nhé. 8D nhé. 8E nhé. 9A này. 9B này. 9C. Thế không nào? Như vậy đặt câu học như vậy là chính xác. Khối 9 bắt buộc phải có 2 tiết không học nhé. Tôi lấy thêm một ví dụ nữa nhé. Ví dụ ở lớp 9D. Ví dụ như vậy thôi. Lớp 9D tôi muốn thay đổi cái này. Thay đổi được không? Thay đổi được. Ta sửa lớp 9D là tôi muốn là ngày thứ 5, tiết 5 vẫn học. Và cái khối là tôi muốn chuyển sang ngày thứ 2. Được không? Được. Thì phần mềm có tính năng là ta có thể sửa trực tiếp cho cái ô này, cái không học, bằng lệnh sau chúng ta nháy đúp vào cái ô đó và chọn cái lệnh pick. Pick là cái lệnh là đặt và hủy không học. Có rồi thì là hủy, đặt vào đây, lớp 9D nhé. Về đi con. Đó, thì như vậy là các lớp 9 khác đều là thứ 5, thứ 6, nhưng mà riêng 9D thì là thứ 2, thứ 6. Thế không nào? Vẫn là 2 tiết, vẫn bảo đảm là 2 tiết. Nếu mà lớp 9D là lớp 9 đó mà là 3 tiết là sai hoàn toàn. Lập tức máy báo là máy báo lỗi ngay nhé. Đó, như vậy là xong cái bước 4A. Xong bước 4A là cái bước là tiết chọc cờ và không học. Xong bước 4B là trực tiếp sinh hoạt và giáo viên chủ nhiệm. Đó, thì tôi nói luôn này. Sinh hoạt là cái môn học đầu tiên trong nhà trường, trong môn học, và là cái môn để quy định ai là chủ nhiệm. Và thường sinh hoạt là cái môn học cố định, không thay đổi trong một tuần lễ. Thông thường là sau khi chào cờ thì đến sinh hoạt, đúng không nào? Và sinh hoạt là cái giờ mà giáo viên chủ nhiệm sẽ đến để sinh hoạt với lớp. Đó là sinh hoạt. Nhá. Tiếp theo là chúng ta chú ý là công lệnh riêng cho sinh hoạt riêng nhé. Công lệnh nữa là lệnh là tiết giáo viên chủ nhiệm là cái gì? Là cái này là như sau. Lệnh tiết giáo viên chủ nhiệm là cái tiết mà phần mềm sẽ tự động xếp một tiết khác vào cùng một buổi có tiết sinh hoạt. Để làm gì? Để giáo viên dạy chủ nhiệm xong, dạy sinh hoạt xong mà không về ngay, mà dạy thêm một môn nữa của mình. Ví dụ giáo sư sinh hoạt là môn là kiêm nhiệm, mà giáo viên sinh hoạt của lớp 7A dạy sinh hoạt vừa là chủ nhiệm vừa là dạy hóa, thì dạy sinh hoạt xong thì ở lại dạy môn hóa luôn. Chứ dạy cho xong lại về nhà ngay thì là mất công cả buổi đến trường. Được chưa? Như vậy có hai lệnh nữa là lệnh là xếp tiết sinh hoạt và xếp tiết giáo viên chủ nhiệm. Đó nhá, thì các bạn vào đây các bạn làm lệnh này. Đó. Vẫn là lệnh chính nhá. Và lệnh xếp tiết môn học đây. Rồi. Ở đây các bạn thấy nhá, là sẽ lệnh xếp môn học này. Chọn sinh hoạt này. Đó. Chúng ta sẽ xếp sinh hoạt cho toàn trường nhé. Bấm vào tiết 2 ngày thứ 2. Tất cả nhớ là tiết 1 ngày thứ 2 là gì? Là chọc cờ rồi. Vậy tiết 2 ngày thứ 2. Tôi đồng thiện hiện thiện luôn này. Toàn trường luôn. Đó. Toàn trường sẽ là dạy. Tiết 2 ngày thứ 2 là xếp tiết sinh hoạt. Bây giờ chúng ta sẽ vào tiếp tục một cái lệnh nữa là xếp tiết giáo viên chủ nhiệm. Nếu mà chúng ta thích. Đó. Thế chúng ta sẽ phải chọn thì là định nghĩa giáo viên chủ nhiệm là phụ trách môn nào.
chọn môn sinh hoạt. Như là phần mềm sẽ dựa vào môn sinh hoạt để quyết định ai là ai là chủ nhiệm và số lượng tiết cần xếp là gì, là một tiết hay là hai tiết. Phần mềm sẽ tự động tìm là giáo viên làm dạy sinh hoạt ấy, tự động xếp vào cùng ngành môn sinh hoạt đó, xếp cạnh môn sinh hoạt luôn, không có thể cứ lệch ra một tí. Nên là môn đó là môn hai tiết thì nó phải lệch ra vào thử đấy nhé, thử nhé. Ok, xong như vậy đã xếp xong cái môn sinh hoạt và cái lệnh giáo viên chủ nhiệm. Chúng ta xem thử nhá. Đây, chúng ta vào xem, chúng ta vào cái khung nhìn và xem thử cái lệnh này để xem toàn trường thì có thể nó xếp lại ra cái này. Đó, thấy không nào? Mày chỉ vào xong dạy lý này, xong dạy toán này, lý này, hóa này, lý này, toán văn này. Thấy chưa nào? Đó. Đấy, như vậy bây giờ phút này là xong bước 4, thấy không nào? Bước 4 là bước rất quan trọng và là rất đơn giản thôi, khi chúng ta hiểu bài cho nó rất là nhanh. Bước 4 chỉ làm trong một vài phút là xong. Thì nếu các bạn làm không đúng ấy, làm sai thì nó bị sai thôi, còn làm đúng là chuẩn, không có gì cả. Cho em hỏi với. Hỏi đi. Của em phân công xong hết rồi. Xếp tất cả các tiết kia, còn mỗi tiết sinh hoạt là em xếp thì toàn báo là không xếp được. Không có lớp nào được xếp. Là như nào thầy, là lỗi ở chỗ nào? Hỏi thế thì biết nào được. Sinh hoạt em đã xếp, em vào lấy xếp 100% rồi. Xếp toàn trường chưa? Vào chỗ lệnh xếp 100% thì báo lỗi là xếp tiết sinh hoạt chưa hoàn thành. Thế như vậy là xếp, đúng rồi. Nhưng vậy em phải vào lệnh này để em xếp tiết sinh hoạt thôi. Em phải vào lệnh này để xếp sinh hoạt thôi, vào lệnh này. Xếp sinh hoạt nhé, bấm sinh hoạt này. Nha. Yeah. Bấm chọn cho vào đây này. Nó báo lỗi là không làm. Nó làm như thế thầy ạ. Gì? Sao? Nhưng mà ấn vào thực hiện thì nó toàn báo là không có lớp nào được xếp thôi ạ. Nếu mà thế thì chứng tỏ là lớp đó em đã đặt không học rồi. Đặt không học hoặc là đặt họp. Không phải, đặt không học và đặt là chào cờ thì nó là không, là nó không xếp. Hoặc là em chưa phân công chuyên môn. Công chuyên môn chưa? Hoặc có thể chưa phân công chuyên môn. Phân công chuyên môn rồi ạ, xong hết rồi. Đấy, em vào kiểm tra lại đi. Phần mềm không sai đâu, chỉ có người sai thôi. Kiểm tra lại nhé, chúng ta kiểm tra lại nhé. Rất nhiều bạn hỏi tôi nhưng hỏi câu hỏi như thế. Và tôi chỉ ra trước mặt thế là sai như vậy. Các bạn mới bây giờ. Để em mở cái rất nhiều lệnh em có thể thôi được cái này em hỏi sau, nhưng cái này là cái này em... Như vậy của em là một là không xếp được là do em chưa phân công chuyên môn cho môn sinh hoạt. Hai là em lại bấm xếp sinh hoạt vào cái ô mà có không học, hoặc là ô đó là có chào cờ thì nó không xếp được. Chỉ có ba cái, chỉ có mấy cái lỗi đó thôi nhé. Còn không vô lý là không có chuyện là phân công rồi mà nó lại là nó không được xếp vào nhé. Kiểm tra lại nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái bước số 5. Bước 4 xong rồi, chúng ta sang bước số 5. Bước số 5 là bước là bấm nút xếp 100% công việc, xếp xong luôn. Thì lệnh này là rất đơn giản thôi. Nhưng mà tôi nói thêm một chút để cho các bạn hình dung được, bởi vì chúng ta hiểu được vì sao lại phần mềm lại phá vỡ các cái ràng buộc là như thế này. Lệnh này là phần mềm khi chúng ta bấm nút người ta xếp ấy, phần mềm sẽ trải qua là 5 bước. Tôi mô tả nhanh nhé. Bước 1 là phần mềm sẽ kiểm tra điều kiện vật lý, điều kiện cứng, xem có xếp được 100% không. Thì nếu mà gặp lỗi, phần mềm sẽ dừng lại và báo như lúc em nói đấy. Dường như là bắt buộc phải xếp sinh hoạt trước. Nếu mà kiểm tra nó sinh hoạt chưa xếp là phần mềm nó không xếp 100%. Đó là một cái điều kiện ràng buộc. Hay ràng buộc khác như là số tổng số tiết của một lớp cộng với chào cờ, cộng với không học phải nhỏ hơn hoặc bằng 30. Còn lớn hơn 30 là máy báo lỗi. Ví dụ như vậy. Máy sẽ báo là phân công giảng dạy quá nhiều ở một lớp này. Thì chúng ta sẽ phải chú ý nhé. Khi mà phần mềm đã xong được bước 1 là kiểm tra được cái vật lý là cứng xong rồi thì sang cái bước xếp tự động. Xếp tự động sẽ trải qua là 3 bước như sau. Bước 1 là xếp đại trà. Xếp đại trà là cái bước mà xếp tự động được khoảng từ 70 đến 95, 98% và bước xếp đại trà này là xếp đại trà
và tuân thủ tất cả các ràng buộc của môn học và giáo viên. Đấy, bước xếp đại trà là tuân thủ mọi ràng buộc của giáo viên và của môn học. Nếu xếp đại trà này mà không xong thì mình sẽ chuyển sang bước thứ ba là hoàn thiện, là xếp đại trà, là xếp tiếp tục nhưng mà là phá vỡ ràng buộc giáo viên. Thấy không? Như vậy là ở cái bước này là bước mà phần mềm sẽ xếp tự động sẽ phải xóa bỏ ràng buộc của giáo viên để xếp bằng được. Ràng buộc giáo viên là ưu tiên là xóa, là phá vỡ trước. Đến bước hoàn thiện, bước số 3 mà không xong, phần mềm sẽ chuyển sang bước thứ 4 là cái bước là bước cuối cùng là phần mềm sẽ phá vỡ nốt các ràng buộc môn học nữa. Đó, chứ nếu chúng ta mà đưa ra quá nhiều ràng buộc ấy là nó sẽ bị phá vỡ khi mà xếp xong. Còn bước số 6, bước số 5 là bước tối ưu, thì có biểu là bước là phụ thôi. Phần mềm xếp lại một chút thôi, còn đến bước 4 là coi như là xong, là xếp xong phần trăm. Chị hỏi một câu thầy này thôi ạ. Thầy nói là dưới 30 tiết mới xếp được, thế mà trường em là trường học 2K mà toàn 34 tiết thì xếp thế nào thầy nhỉ? Học 2K sáng chiều ấy ạ, cả 4 khối. Thì buổi sáng là 30 tiết, buổi chiều là 4 tiết, thêm 4 tư gì nữa. Vâng. Đây đang nói về một buổi mà. Một buổi chỉ có 5 tiết thôi, 5 nhân 6 ngày có phải là 30 không? Còn 34 là em có thể phân ra như buổi sáng học 20 tiết, buổi chiều học 14 tiết thì là vô tư gì nữa, đúng không? Rồi, thì tôi ra thì lại nói nhé, lại nói lệnh chỉ bấm nút là xong, là ta chờ cho đến khi mà kết thúc thì thôi. Đây ta vào lệnh có lệnh chính nhá. Lệnh này này. Lệnh này lệnh sẽ tự động rồi này. Đó. Chúng ta sẽ xếp riêng cho sáng và chiều riêng nhé, sáng và chiều riêng. Đấy là đây nó có lệnh là cứ lựa chọn là kiểm tra và khóa tiết sinh hoạt lại. Đấy. Và lệnh nữa là giữ nguyên trạng thái thì có biểu hiện thời. Vậy có một bạn hỏi tôi là tiếng Anh phải xếp trước, đây thì chúng ta xếp tiếng Anh trước. Và chúng ta bấm nút là giữ nguyên trạng thái hiện thời thì phần mềm không động vào môn tiếng Anh nữa và sẽ để nguyên tiếng Anh ở đó và xếp các môn khác vào đấy, xếp chỗ khác nhé. Đó, chúng ta bấm nút bắt đầu này, phần mềm nó sẽ xếp này, lớp này ít trở này ít rất nhanh, sao xong rồi đấy, và bấm nút kết thúc cập nhật xong. Như vậy là xếp xong 100%. Và bây giờ chúng ta sẽ mở ra cho ta xem đây. Đây xem toàn trường đã xếp xong 100% đó nhé. Và khi đã xong rồi thì về nguyên tắc chúng ta có thể in ra được rồi, nhưng mà chúng ta sẽ sang bước 6 là bước quan sát tinh chỉnh dữ liệu thì có biểu bằng các thuật toán tối ưu khác nhau. Thì ở cái bước 6 này là bước mà nói rồi là phần mềm có rất nhiều cái màn hình, phần mềm hiện nay là có 6 cái màn hình chúng ta quan sát và tinh chỉnh, và có đến tổng cộng có đến hàng trăm công cụ khác nhau. Thì chúng ta cứ làm dần chúng ta sẽ hiểu cái quan sát và tinh chỉnh là cái gì. Đây chính là cái bước chúng ta sẽ tư duy trên phần mềm để có biểu. Chúng ta tư duy xếp để có biểu, tư duy tinh chỉnh trên phần mềm. Và chúng ta sẽ thay bằng cái tư duy xếp tay bằng tư duy bằng máy tính, và chúng ta sẽ tinh chỉnh để có biểu. Chúng ta càng làm nhiều, càng thực hành nhiều ấy thì chúng ta càng thành thạo. Thì tôi có thể giới thiệu cho các bạn một số các thầy giáo rất là giỏi ở Việt Nam này, là rất nhiều người rất thành thạo, các bạn có thể hỏi những thầy đó. Ví dụ như là thầy Lê Quốc Hùng ở trường Trung học phổ thông Lê Quốc Đôn ở Bà Rịa Vũng Tàu, một thầy là rất thành thạo phần mềm. Hay thầy Ca ở Quảng Nam là một thầy, không nhớ thầy Ca dạy ở lớp nào, ở trường nào, nhưng mà thầy Ca là thầy rất thành thạo phần mềm, các bạn cứ hỏi thầy đó. Ở Hải Phòng có thầy Tuấn ở trường Ngô Quyền, nhưng mà thầy có chức là về hưu rồi, cũng là một thầy rất là giỏi, rất là thành thạo phần mềm. Hà Nội có thầy Nhâm và thầy Thìn. Thầy Nhâm thì ở trường Liên Phan Huy Chú, hiệu trưởng Phan Huy Chú. Thầy Thìn ở trường Đa Phúc là những cái ông mà thành thạo phần mềm, rất thành thạo phần mềm thì có biểu. Thì các bạn có thể ở trường Trưng Vương ngày xưa có trường có thầy Chiến, là cái thầy Chiến thầy về hưu rồi, cũng là một ông rất thành thạo phần mềm thì có biểu. Là những ông này là những ông mà là những ông này ông xếp thử biểu chắc chỉ một tiếng hồ là xong, xếp rất thử biểu từ đầu đến cuối chỉ một tiếng hồ là xong, rất thành thạo và rất đẹp là khác. Thì các bạn nhớ là các bạn phải làm việc thành thạo thì ta mới quen được, chứ không thể nào mà tập trong một vài ngày mà thành thạo đâu nhé. Chúng ta phải tập đi nhiều thành thạo. Tập mà thử biểu giống như tập lái ô tô ấy, chúng ta vừa lên cái bấm nút là bấm ga là đâm luôn vào người khác. Chúng ta cứ tập dần thì sau khoảng 1 tháng, 2 tháng chúng ta đi quen, ta lái rất là lụa, giống như là thầy có biểu cũng vậy. Không thể nào mà chúng ta xếp một cái là xong ngay, đẹp ngay mà không có lỗi. Chúng ta thường thường là nhảy lên xe là đạp phanh, đạp xe là
lái ô tô là thể nào cũng đâm. Thì cũng như vậy thôi, chúng ta phải làm dần, quen dần đi, quen dần các cái thao tác, tập quen dần đi. Nếu mà tôi nói các bạn là chỉ nói các bạn một thao tác cơ bản nhất thôi, còn những thao tác khác các bạn sẽ tìm hiểu sau nhé, vì có rất là nhiều, có hơn 100 công cụ khác nhau trên màn hình này. Đó, thì đây nhá, nó mô tả này, chúng ta vào lệnh khung nhìn. Ở đây nó có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái màn hình tinh chỉnh. Nhưng mà thông thường chúng ta chỉ hay xem nhất là hai màn hình là main loop và show on. Cái show on này chỉ là có tính năng là xem tổng thể toàn trường thôi. Đây, toàn trường xem. Chứ ở màn hình này cũng khó lòng mà có thể tinh chỉnh. Nhưng mà cái màn hình này này là hay xem nhất. Không nhìn, chúng ta vào main loop. Main loop là cái màn hình mà chỉ phép xem là một lớp và một giáo viên ở phía dưới. Đây là cái màn hình mà hay được dùng nhất và dễ dùng nhất. Chúng ta dùng này nhé. Đó, thì tôi mô tả nhanh cho các bạn xem này. Cùng một thời điểm nhìn được một lớp và một giáo viên ở dưới. Chúng ta bấm vào lớp, bấm nút như này. Cái ô này là ô hiện thời. Thì cái ở dưới này chính là cái giáo viên đó dạy cái ô này, dạy ngoại ngữ đây. Bấm vào lịch sử, đây chính là giáo viên sử của lớp 7A. Bấm vào môn văn, đây chính là môn văn của giáo viên 7A. Vậy giữa hai bên là nó có cái tương thích. Bấm vào 78A ở đây, đây chính là 8A. Bấm vào 8E, đây chính là 8E. Nhưng mà cái ô hiện thời này có nằm ở trên hoặc ở dưới là màu vàng nhé. Đây này, ô hiện thời 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 này. Thì chúng ta sẽ quan sát cái ô hiện thời này và chúng ta sẽ kiểm tra xem là có hợp lý hay không, cần phải sửa như thế nào là xem chỗ này đây nhé. Thì nó có những lệnh rất là khác nhau, chúng ta có thể tìm hiểu thêm lệnh xóa này, lệnh xếp bằng tay này, vân vân. Lệnh có thể là lệnh khác nữa, lệnh khóa lại, lệnh khóa cái ô kết thúc lại để cho mình cho khỏi phải thay đổi đi nhé. Nhưng mà lệnh mà thường dùng nhất là lệnh chúng ta là tinh chỉnh, là kéo thả trên đường không biểu, để kéo thả để mà di chuyển tiết từ ô này sang ô khác để làm đẹp cho cái ô đó. Thông thường là trên thời thực của giáo viên, chúng ta quan sát giáo viên thấy ai mà xấu, thì thấy ai mà kêu, chúng ta có thể tinh chỉnh cho người đó. Lấy ví dụ nhá, ví dụ cho một vài, tôi kiểm tra các thời biểu của giáo viên này xem là ai xấu ai đẹp nhé. Thử kiểm tra thôi nhá. Tôi lấy ví dụ, tôi xem một vài người nữa nhé. Đây ví dụ ông này nhé, ví dụ đây là anh Đặng Anh Tuấn, dạy lớp môn gì, dạy môn sinh vật đây. Thì đây này, anh như vậy là có thấy không chị, anh này là ở cái, anh này là xin phép nghỉ ngày thứ bảy này, nhưng mà phần mềm vẫn phá vỡ và xếp sinh vật vào lớp vào đây này, được chưa? Thì bây giờ anh ta mới yêu cầu tôi là người xếp, thì không hiểu, yêu cầu là xin phép là chuyển cho tôi cái tiết 3 ngày thứ bảy sang chỗ khác thì tôi được nghỉ cả ngày thứ bảy. Tôi thấy là ok, tôi sẽ chuyển cho anh ta nhé. Thì tôi làm sao là tôi sẽ kéo thả, tôi sẽ chuyển về sang đây này, đúng không? Sang đây này sẽ sang thứ ba hoặc sang thứ hai cũng được nhé. Đó, thì tôi sẽ là như sau này. Thì trước khi kéo thả, chúng ta sẽ ở đây ta chọn các cái thuật toán để kéo thả. Đây, phần mềm cho phép chúng ta lựa chọn đây là các cái thuật toán hay các phương pháp, chính là những thuật toán mà chúng ta sẽ kéo thả. Thì tôi sẽ mô tả các bạn nhé. Nên chọn cái nào? Thì nên chọn trước là hai cái tinh chỉnh tối ưu này. Thì nó khác gì cái khác ở đây? Tối ưu là cái gì? Tối ưu này là cái thuật toán mà phần mềm nó đưa vào đây mà các cái tiêu chí để đánh giá thế nào là tối ưu, thế nào là đẹp, thế nào là xấu. Thì phần mềm đưa ra một cái tiêu chí là khi mà tinh chỉnh như vậy nhé, thì bao giờ có một giáo viên là tốt lên nhưng ảnh hưởng đến 3, 4, 5, 10 giáo viên khác. Thì phần mềm cái tinh chỉnh tối ưu, phần mềm đưa ra tiêu chí đánh giá cho 10 cái ông sau này là tốt lên hay là xấu đi. Phần mềm đưa ra các tiêu chí thế nào là bị xấu đi khi mà thay đổi về khóa biểu. Thì cái tối ưu này là phần mềm đưa ra một cái thuật toán để bảo đảm rằng là khi một người mà tốt lên thì những người khác đó là không bị xấu đi. Phần mềm đưa ra các cái tiêu chí, nhưng mà đó chỉ tiêu chí trên máy tính thôi, còn thực tế thì đó họ vẫn cảm thấy xấu đi, vì họ bị thay đổi theo khóa biểu mà họ bị xấu đi thì không sao cả, chúng ta sẽ phải kiểm soát trên đó. Và phần mềm cho phép chúng ta là gì? Cho phép chúng ta là quan sát được thời khóa biểu của các giáo viên trước và sau khi điều chỉnh. Đây là cái rất hay. Và chúng ta phải quyết định xem là có dùng hay không, có quyết định không cái điều chỉnh này. Nhưng mà tôi làm thử nhé. Cho chọn cái này đi. Đó. Rồi. Bây giờ tôi cho làm sao, chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ bấm giữ chuột một lúc và kéo thả sang ô mới. Khi bấm giữ chuột thì phần mềm sẽ hiển thị các cái ô màu xanh
là các cái gợi ý cho phép chúng ta là chuyển sang ô màu xanh là hợp lý nhất. Ta thừa nhé. Và đây này, tôi bấm vào giữa chuột này. Đó, phần mềm sẽ hiển thị ra cái ô màu xanh. Là những ô mà phần mềm khuyên là nên chuyển sang đó thì hợp lý hơn. Chúng ta sẽ kéo thả, bấm giữa chuột và kéo thả sang đây nhé. Đó, và thả chuột ra. Đấy, và phần mềm sẽ hiển thị ra. Ở trên này là lớp và giáo viên trước khi tinh chỉnh. Ở dưới này là lớp và giáo viên sau khi tinh chỉnh. Ta xem thử giáo viên nhé. Đây là lớp, đúng không? Xin lỗi, đây là đây. Đây là bấm đây chứ nhé. Đấy à. Không phải, nhầm. Bên này chứ, tôi nhầm. Đây là lớp này, trước và sau khi tinh chỉnh. Đây là giáo viên trước sau khi tinh chỉnh nhé. Giáo viên đây, giáo viên Hân là được chuyển cái tiết này từ đây sang đây thì đúng rồi, là giáo viên này là tốt rồi đúng không, chuyển từ thứ bảy trước khi ấy là thứ bảy đấy, giáo viên này là tôi muốn chuyển mà giáo viên này bị mình lỗi lại này, giáo viên này là chuyển đây, chuyển từ lớp 831 sang chỗ này đây đấy. Như vậy là giáo viên này là Thùy Dương đây là cũng hơi bị xấu đi nhưng không quá xấu. Vì là sao? Vì là thứ bảy cái cô này là cô vẫn dạy ở lớp tiết năm rồi, chứ thêm dạy thêm tiết này không sao cả. Như vậy cái theo cái biểu của giáo viên Hân này là tốt lên này, thấy muốn này. Còn của giáo viên Dương là hơi xấu đi một chút nhưng mà chấp nhận được, được chưa? Và tôi đồng ý bấm nút kết thúc xong. Như vậy là giáo viên Hân này đã được chuyển từ thứ bảy sang thứ ba, và thứ bảy anh ta được trọn vẹn nghỉ ngày thứ bảy. Nhưng mà tôi đã vừa làm một việc là tôi vừa tinh chỉnh giáo viên, một tích của giáo viên nhé. Đấy, thì cái tiết này, cái tinh chỉnh này nó ảnh hưởng hai người thôi, ảnh hưởng một người thôi, nhưng mà có những lệnh mà tinh chỉnh đến 5-7 người, thậm chí là 10 người thì chúng ta phải quan sát từng người một. Các bạn chú ý chưa? Các bạn nhớ chưa? Nhưng đây là cái thao tác tinh chỉnh dữ liệu trên thẻ kho biểu. Thao tác rất quan trọng, chúng ta phải tư duy bằng các lệnh của máy tính, được chưa? Đấy, như vậy là xong bước số 6 nhá. Sang bước 7. Bước 7 là cái bước mà tôi có rất nhiều thứ, các bạn xem sau nhé. Bước 7 là cái bước mà in ấn báo cáo xuất bản dữ liệu thì có biểu, ta có thể đẩy ra in ấn thì có biểu nhiều loại khác nhau, đẩy ra HTML để đẩy lên website, vân vân, tùy các bạn. Nhưng mà cái lệnh mà tôi mô tả các bạn hay dùng nhất ấy, là cái lệnh mà chúng ta sẽ đẩy ra Excel là hay dùng nhất thôi. Ta đẩy ra Excel và chỗ Excel nó có đủ tất cả các thông tin mà chúng ta có thể in ấn làm việc trên Excel đó, thì tôi mô tả lệnh đó nhé. Đây, khi chúng ta làm xong rồi thì chúng ta sẽ đóng cửa lại và chúng ta vào hệ thống. Còn có cái lệnh là gì? Lệnh là ghi, có lệnh là ghi ra HTML này, ghi ra Excel đây này. Đây có lệnh in nhé, in các bạn tin tưởng lấy, nó rất là dễ thôi. Excel này, vì Excel nó có đủ tất cả các cái form khác nhau, thứ khác nhau. Chúng ta có thể bấm vào đây và chúng ta sẽ đẩy ra Excel và phần mềm sẽ tự động hiển thị cái kết quả ngay khi mà ta đẩy ra xong. Phần mềm sẽ đẩy ra file Excel, ra Excel cùng thư mục với cái file STKB nhé. Rồi, bấm nút kết thúc này. Phần mềm sẽ tự động đẩy ra Excel và tự động mở luôn nhé. Chúng ta xem thử nhé. Đấy, mở luôn và xem luôn. Đó, thì đây các bạn thấy có rất nhiều cái màn hình, rất nhiều cái sheet khác nhau mô tả. Sheet 1 là các cái đối tượng của phần mềm có biểu đây nhé. Thông tin về các môn học, giáo viên và lớp học. Đây là theo cái biểu toàn trường buổi sáng của lớp đây. Chúng ta có thể căn chỉnh lại và chúng ta có thể in này ra để thứ biểu toàn trường buổi chiều đây. Buổi chiều hay là chỗ gì ta chưa xếp. Thầy có biểu toàn trường theo cả sáng cả chiều cùng lúc, sáng chiều cùng lúc ở trên một màn hình nhá. Còn đây là thầy có biểu giáo viên chỉ buổi sáng, giáo viên chỉ buổi chiều, không có gì. Tiếp theo là bỏ phòng đi, thấy biểu toàn bộ giáo viên cả sáng cả chiều đây, cả chiều luôn, nhưng mà sáng chiều đây nhé, mô tả đây. Tiếp theo là cái màn hình các cái thông tin là thời khóa biểu của từng lớp đây, của từng lớp một, thời khóa biểu của từng giáo viên một cả sáng cả chiều đây. Chúng ta có thể copy cái này, chúng ta in ra, gửi email cho từng giáo viên một. Thầy khóa biểu tiếp theo là
các cái bảng phân công chuyên môn buổi sáng, phân công chuyên môn buổi chiều, phân công chuyên môn theo mẫu 1, rất nhiều mẫu nhá, mẫu 1, theo mẫu 2, đó, theo mẫu 2, theo mẫu 3, theo mẫu 4, rất nhiều mẫu chúng ta có thể quan sát. Nhưng mà đây là cái Excel là chức năng để ra là nhiều thông tin nhất. Và theo tôi khuyên các bạn nên dùng cái này. Và chúng ta nên, sau chúng ta sẽ dùng, chúng ta có kiến thức về Excel rồi, chúng ta có thể format lại, chúng ta có thể tinh chỉnh, chúng ta có thể làm lại khuôn, in ra cho nó đẹp. Được chưa? Như vậy điều kiện là các bạn là phải là người thành thạo Excel thì chúng ta rất là tốt rồi nhé. Tôi biết bây giờ là, theo tôi hiểu bây giờ giáo viên chúng ta lại bắt buộc là phải thành thạo Excel, thành thạo uổng. Chứ nếu mà Excel mà uổng không thạo thì chúng ta không nên là giáo viên thời kỳ mới nữa nhé. Đó thì như vậy tôi vừa trình bày xong là 6 bước. Bây giờ dành vài phút nữa cho các bạn muốn hỏi gì thì hỏi, tôi sẽ trả lời nhé. Như vậy là xong cái phần bài phát biểu. Em hỏi này. Ừ, em hỏi đi. Ừ. Dạ, ở trường em là có học môn tự trọng á thầy. Trường em ví dụ là có 4 lớp chính. Ok, ừ. Trong đó tự trọng toán là một lớp, tự trọng văn một lớp, tự trọng anh một lớp, tự trọng tin một lớp. Mà trang lớp tự trọng này có học sinh 4 lớp luôn thầy. Tự trọng toán là có học sinh lớp 91, 10 em 92, 10 em 93, 10 em 94, 10 em. Tự trọng văn 91 cũng 10, 92, 10, 93, 10, 94, 10. Vậy thì mình nhập phân công nhận dạ và nhập môn nào như thế nào thầy? Nhiều lắm, tức là lớp tự chọn thì là cái em lấy ra một lớp riêng à? Tức là tách dạ, ra một lớp riêng, một lớp riêng thầy. Thế thì tự trọng tức là cho học sinh tự trọng thầy. Biết rồi, cái môn tự chọn các em phải tạo môn thêm thôi, tạo môn là toán tự chọn, đặt tên là toán tự chọn, lý tự chọn, không có điều gì cả. Nhưng vấn đề là phân công chuyên môn như nào thôi. Phân công chuyên môn là tự chọn cho cái lớp cũ, cho lớp trên A, trên B hay là cho một lớp mới nhé. Lớp mới này là học lúc nào, học chung lớp cũ dạ hay là học riêng, các bạn phải tự làm. Ví dụ như là dạ. Ví dụ là tôi muốn là gộp mà 10 em lớp 9A, 10 em lớp 9B, 10 em lớp 9C vào thành lớp mới đúng không nào? Dạ đúng rồi. Và như vậy, ví dụ lớp 9 là học buổi sáng đúng không? Thì lớp này học buổi chiều đúng không? Theo tôi hiểu là như vậy đúng không nào? Dạ lớp này là học buổi sáng thứ năm, học hai tiết thầy tự trọng này. Biết rồi, nhưng mà học thì lớp kia là sao? Lớp kia nó nghỉ à? Dạ bóng lớp cùng học hết một buổi thầy. Chung vào hả? Dạ. Chung vào một lớp to á. Cái là bóng lớp chính bình thường là bây giờ chia thành bóng lớp chính, bóng màu khác nhau thôi. Cô đang hiểu lắm nhiều. Được rồi, tôi bảo luôn. Vấn đề phải hiểu phải. Bạn giải thì mới biết giải được. Cô hiểu lớp cái môn tự chọn này là có một giáo viên dạy cả bốn lớp cùng không ạ? Bây giờ sự liên quan đến mẫu hình đúng không? Một giáo viên mình dạy bóng lớp thôi. Bốn lớp là vào phòng to à? Dạ, mỗi lớp có 10 em của. Một lớp toán có 10 em, lớp 9 mộng, 10 em, 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 thì sao, thì lớp chị A nghỉ hay vẫn học? Vẫn học thôi. Vẫn học nhưng mà mẫu nhóm học và mẫu môn khác nhau. Trời ơi, em chưa hiểu rồi. Thế là em đặt. Thế này nhé, thế là tức là lên tức là như này, em khi em tạo khi em lớp thì em tạo ra cái lớp mới đi. Tạo lớp mới đi. Yeah. Tạo lớp mới là lớp là em tạo lớp mới là gọi lớp 9A, 9B, 9C, 9D nhé. Em tạo là lớp 9 tự chọn 1, lớp 9 tự chọn 2. Và em xếp bình thường, xếp như bình thường, không sao cả. Không phải dạ. Chứ không em hỏi thế chưa, em chưa hình dung một cái bài toán để không biểu là nó như thế nào nhé. Không có gì đâu. Dạ. Có gì em qua em nó có gì không thì mà khi mà em làm ấy thì có gì em căn tắc với tôi riêng nhé, thì tôi sẽ trả lời riêng. Dạ. Ừ. Dạ em cảm ơn thầy. Em có ai hỏi gì nữa không? Thầy em có xin hỏi ý kiến ạ. Hỏi đi. Bây giờ ai nói thì bật mic của tất cả các bạn nhé. Rồi bây giờ bạn nào nói đi, bây giờ tôi vừa tắt đi cả lớp rồi. Vâng, thế em xin hỏi ạ. Ừ, hỏi đi. Vâng,
Ở trường em buổi chiều học cái chương trình bổ trợ ấy, thì là khối 8 chúng em có cái học môn văn môn toán. Ví dụ như lớp 8A1 môn văn môn toán thì bọn em chia thành hai nhóm, nhưng các môn khác ví dụ như anh môn lý môn hóa chẳng hạn, chúng em lại học gộp lại với nhau. Vậy thì thầy có hiểu chúng em có thể xếp được như thế nào đấy? Vấn đề là lớp thôi, tức là bản chất thì có điều là nó không phải là môn và lớp, đúng không nào? Cái môn nó em học lâu cũng được, lâu nào cũng được, nhưng mà lớp vì em nói là thế thì những mà lúc em hỏi thì em phải tạo lớp mới đi, tạo lớp mới để như là sáng là lớp sáng học bình thường, tạo lớp mới để học buổi chiều đi, không sao cả. Nhưng buổi chiều bây giờ môn văn môn toán thì nó lại tách ra thành hai nhóm, bọn em phải chia lớp thành hai đối tượng, nhưng còn môn lý môn hóa chẳng hạn chúng em không có giáo viên, chúng em phải học gộp lại với nhau. Không sao cả, thì tạo lớp mới thôi, là coi lớp gộp thôi, tạo lớp mới đi, tạo lớp mới là lớp gọi là lớp lý hóa gộp, đặt tên như vậy và phân công chuyên môn bình thường và học buổi chiều. Được chưa nào? Mình phải hiểu bài toán, mình phải chủ động. Bản chất của một thời buổi là gì? Là chúng ta có các lớp học và các giáo viên và môn học. Thì giáo viên dạy môn nào, lớp nào là phải đặt chính xác vào vị trí đó trong cái bản, trong lệnh khung chuyên môn ấy. Còn lớp nào thì ta đặt chúng ta cộng vô tư mà phần mềm được phép là tạo ra là 300 lớp thôi mà. Chúng ta tạo vô tư là lớp tự chọn 1, tự chọn 2, lý tự chọn 1, lý tự chọn 2, đặt vô tư là động được nhé. Miễn là một thời điểm chỉ một lớp đó chỉ có một giáo viên vào dạy thôi. Em có hiểu nhỉ? Không thể có hai lớp, không thể một giáo viên là vào dạy được hai lớp đó vào một thời điểm. Một giáo viên chỉ dạy được một lớp tại một thời điểm. Ta hiểu chưa? Vâng, cảm ơn thầy. Các bạn nhớ nhé, các bạn nhớ là chúng ta là bạn nào các trường nào đã dùng phần mềm theo biểu cũ thì chúng ta nên nâng cấp lên phần mềm mới của tôi nhé, của mình nhé, là phần mềm STKB nhé. Em thưa thầy, cho em vài ý kiến thôi ạ. Nên cho em hỏi chút ạ. Sao? Thế như của trường em ấy thì cái môn tin ấy là có 4 lớp. Là mỗi khối là 6 lớp, như vậy là có 24 lớp. Nhưng mà cái khối 8 của bọn em là học nghề thì bọn em không xếp vào thứ khóa biểu. Thế nhưng mà còn lại 18 lớp kia và mỗi tuần là 36 tiết. Như vậy là không xếp được tất cả vào buổi sáng. Thì bây giờ em bỏ cái ví dụ khối 6 là 2 lớp vào buổi chiều. Thế thì khi phân công chuyên môn và các thầy cô thì em có thể đánh tên 6 lớp không hay là chỉ là 4 lớp vào buổi sáng thôi ạ? Bạn nói nhanh quá, tôi chưa kịp giữ bình dung. Bạn hỏi cái gì cơ? Mà nó lại chậm lên, tôi nghe nè. Vâng ạ. Em hỏi thầy một chút là cái môn tin của bọn em ấy là ví dụ như là cái của bọn em là có 18 lớp học, riêng khối 8 thì là không học tin. Thế thì có 18 lớp là khối 6, khối 7 và khối 9. Học tin học. 36 tiết một tuần nhưng mà bọn em học buổi sáng tất ấy. Thì là không xếp được vào thời khóa biểu tất. Bây giờ em ví dụ như là cái lớp 6 là em chỉ xếp 4 lớp vào buổi sáng thôi. Tức là vào thời khóa biểu thôi. Thế thì cái em phân công cái ví dụ cô Hà khối dạy 6 lớp, tin 6. Nhưng mà em chỉ xếp 4 lớp vào buổi sáng thôi ạ. Thế thì em có thể đánh tất cả là cái phân công chuyên môn của cô ấy là 6 lớp không? Hay là em chỉ đánh 4 lớp để em xếp vào thời khóa biểu thôi ạ thầy? Chỉ đánh 4 thôi chứ. À thế ạ. Còn hai kia em đi vào buổi chiều đánh thi xếp vào buổi chiều. Dạ vâng ạ. Vâng, em cảm ơn thầy. Được chưa? Có ai hỏi gì nữa không nào? Các bạn nhớ là các bạn nên lớp mình tất cả nên join vào cái nhóm này nhé, cái nhóm STKB này nhé. Thì trên nhóm này là bọn tôi sẽ thường xuyên trao đổi, thường xuyên là ai có hỏi gì trả lời ngay trên này, thì nó rất là thuận tiện.
sáng nay có năm và hết rồi đấy. Nhớ chưa nào nhé, thì cái nhóm này là nhóm mà tôi để thường xuyên các cái video này, các cái slide này, là câu hỏi của mọi người. Hay là những bản mới nhất tôi đưa vào đây hết, các bạn cập nhật mới nhất của TKB lên đây. Thưa thầy cho em hỏi chút ạ. Thầy hỏi đi. Thưa thầy, em dùng cái phần mềm rất là cũ, tức là phần 9.0 ạ. Và đến hiện nay em đã xếp xong thời khóa biểu rồi thầy ạ. Vậy thì bây giờ em mà cập nhật và nâng cấp thì nó có ảnh hưởng gì đến những cái gì em đã xếp không ạ? Nó không ảnh hưởng gì cả. Em làm phần mềm mới này nhá. Em cài phần mới này. Em mở. Khi em mở tệp thì em chọn cái tệp là tệp TKB cũ của em đúng không nào? Thì phần mềm sẽ tự động nâng cấp lên cái bản mới này và tự động tạo ra cái file mới có đưa lại TKB. Không ảnh hưởng đến vâng. Và nâng cấp lên và tất cả dữ liệu cũ nâng cấp luôn hết và dùng như bình thường. Em cảm ơn thầy ạ. Thầy ơi cho em hỏi đấy ạ. Hỏi đi. Tức là cái phần mà xếp tiết không học ấy thì em thấy trên phần cả khối thì liệu là mình có thể xếp riêng từng lớp được không ạ? Nó có, thế nữa cho nó là người nữa. Bữa nay tôi demo rồi, không nghe không nhìn thấy à? À vâng, lúc này em chưa nhìn rõ ạ. Thế này. Thầy giúp em đấy ạ. Đây này, chúng ta vào cái khung nào đó để ta nhìn thấy ta có thể xếp như này nhé này. À, gắn cố định luôn ạ? Không, tức là cái lệnh không học có thể dùng cái lệnh mà lỗi tôi nói đấy, xếp cho toàn một khối, toàn trường, đúng không? Ngoài ra chúng ta có thể tinh chỉnh sửa trên đường O1 bằng lệnh pick, kích đúc vào này, pick này. Pick là cái lệnh là đặt và hủy không học cái này. À, vâng. Đây là tôi nói rồi, vâng đã, mấy lần rồi còn gì nữa. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Nói thêm một chút nữa nhé, là đối với cái lệnh là chào cờ này, tôi nói thêm một chút. Đây, tôi xếp chào cờ nhé, xếp chào cờ cho toàn trường này. Chào cờ nhé. Chào cờ nó có cái chức năng là hủy và hay là xếp. Nhé, xếp. Thì là xếp cho toàn trường và hủy cho toàn trường. Đó là chức năng chào cờ. Tuy nhiên, chúng ta có thêm chức năng sau đây. Để chào cờ nhé. Hay là chào cờ hay là cái hộp này. Chào cờ là toàn trường. Đây chào cờ đấy nhé. Nhưng mà phần mềm có chức năng sau đây dành cho những trường nào ở vùng sâu vùng xa ấy. Vùng sâu vùng xa nó có những cái điểm trường, nó có những trường mà nó xa lắc xa lơ ở tít tắp trên đỉnh núi thì nó không cần chào cờ nữa, chúng ta có thể bỏ chào cờ đi cho một lớp và xếp bình thường. Ví dụ nhé, lớp 6A này là lớp mà không cần chào cờ. Khác chào cờ hết thì tôi có thể xóa chào cờ của 6A đi bằng cách là bấm chuột phải và chọn lệnh là xóa chào cờ. Đây là lệnh, cái lệnh này là lệnh mới nhé. Đấy, chúng ta có thể xóa một tiết chào cờ độc lập cho từng lớp một. Xóa thôi không xếp được đâu nhé. Xóa mà xóa thôi, xóa không xếp lại được. Xóa được mà xếp lại bằng lệnh chung, bằng lệnh tổng thể. Đó, chúng ta xóa lớp 6A đi thì như vậy là 6A là xong, 6A1 này có thể xếp tiết bình thường vào đây. Thì dành cho những cái trường như vậy, cho những cái trường mà nó ở xa xôi, lớp nó ở xa xôi, nó ở cái chỗ nào đó mà không cần các em, mà không cần chào cờ. Được chưa? Có ai hỏi gì nữa không? Thầy ơi, thầy cho em hỏi một chút ạ. Ừ. Trường em tiết sinh hoạt và tiết chào cờ gộp làm một tiết ạ. Ừ. Vậy thì em có cần xếp tiết chào cờ không ạ? Không cần nữa, thì không cần. Thì em chỉ xếp sinh hoạt thôi đúng không ạ? Thì coi nhà sinh hiểu rằng sinh hoạt tức là chào cờ, đúng không? Vâng ạ, em không cảm ơn thầy ạ. Ừ. Có gì nữa không? Thầy gửi cho em xin mấy bài dạy của thầy đấy. Đây rồi, hôm nay mình sẽ ghi lại. Hiện nay vẫn đang thu video đấy. Tôi sẽ dừng video lại và tôi sẽ gửi cho mọi người nhé. Vâng ạ. Thôi chúng ta nghỉ nhá. Vâng, em chào thầy ạ. Xin chào các bạn. Em chào thầy ạ. Chào các bạn. Chào thầy ạ. Chào tất cả nhé.